Ma phần tê dạ xin vâng. Sì là na su ga tan yan ti, sì là na phu ga sa ma da, sì là na nip bu tan yan ti, tas ma sì lang vi so. Ha ye, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì, dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rùm con xin được thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh đức từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con, với lòng thành kính đảnh lễ tán đức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc ngồi ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi ăn vui nào rồi thì sự ăn vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Nhà kính bạch chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và trì quy giới, hôm nay chúng ta sẽ lại kể lại bài kinh pháp của số 2. Thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ kể lại bài kinh pháp cũ số 2 mà học ngày hôm qua. Con kính cung thỉnh hai vị. Dạ, không biết đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức có chiếc máy không ạ? Alo. Xin cung thỉnh hai vị. Dạ. Đây là đại đức tuệ đức có chiếc máy, cứ xin cung thỉnh đại đức tuệ đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 2. Mano puppan gamma thamma mano setha mano maya manasa che pasane na phà sát ti hòa ca rô ti hòa tát tô năng xuất khá mạnh quê tí chà già quá án áp bà dí ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên. Nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Để con xin kệ. Mano puppan gamma thamma mano setha mano maya mano sa che basan ne na vasati wa karo ti wa tato nang su khaman we ti chaya wa anapayini. Mano puppan gamma thamma mano setha mano maya mana sa che vasan ne na phasati wa karoti wa tato nang su khamang we ti chaya wa anapayini. Mano puppan gamma thamma mano setha mano maya mana sa che basan ne na phasati wa karoti wa tato nang su khaman we ti chaya wa anapayini. Dạ, con xin hết ạ. Kính mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo ạ.
Dạ, sa thú lành thầy. Dạ, kính thiền đại đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tôn nữ, cô Như Pháp, và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ thì em xin kể kinh Pháp Cú số 2. Mano Bút Băng Gama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Pasan Ne Na Pha Sati Qua Karo Ti Qua Tato Năng Su Khaman Quê Tí Cha Ya Wa Anapa Yini Mano Bút Băng Gama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Basan Nena Vasati Wa Karo Ti Wa Tato Nang Sukha Man Vue Ti Chaya Wa Anapa Yini Mano bút băng ga ma tham ma Mano sẽ tham ma no ma ya Mana sa che ba sa ne na Pha sa ti wa ka ro ti wa Ta to năng su kha man quê ti Cha gia wa anapa yini ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pháp dẫn như bóng không rời hình. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dọi bóng vui liền theo sau. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tuệ Duyên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ Tuệ Duyên thấy Đại Đức Tuệ Nhẫn có trước máy. Dạ, Tuệ Duyên kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn ôn bài với đạo tràng chúng con ạ. Dạ, kính thỉnh đại đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thân chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Con xin phép ngôn cung kệ số 2. Mano Bopang Gama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Pasanena Phasati Karoti Vang Tato Nang Sukha Manveti Chaya Wa Anapayini Mano Bopang Gama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Pasanena Phasati Wa Karoti Vang Tato Nang Sukha Manveti Chaya Wa Anapayini Mano Bopang Gama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Pasana Phasati Wa Karoti Wa Tato Nang Sukha Manveti Chaya Wa Anapayini Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng, xin nhường mic cho rung.
mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thanh Na Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc con câu pháp cú số 2. Mano put pan ga ma tham ma mano set tha mano ma ya mana sa che pa sa ne na pa sa ti wa ka go ti wa ta to nang su kha mang quê tí cha già quá á ná pa di ni mano put pan ga ma tham ma mano set tha mano ma ya mana sa che pa san ne na pa sa ti wa ka ro ti wa ta to nang su kha mang we ti cha ya wa a na pa yi ni mano bút ban ga ma tham ma mano se tha mano ma ya mana sa che pa san ne na pa sa ti wa ka ro ti wa ta tô năng su khá măng quê tí cha già quá á ná bà dí ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng vui liền theo sau. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Và mời chị. Dạ, kính cảm ơn vị Cẩm Vân ạ. Dạ, cảm ơn vị Đặng Đông vì ta biết âm thanh. À, con kính đảnh lễ Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức... Không quên cái tên. Con kính chào kính các cô tu nữ và kính đấy nha tất cả thiện nam tín nữ trong cái room pháp cú kinh. Và con xin đọc cái câu kệ số 2 ạ. Mano bất bằng gá mà thầm mà mano xét thà mano má già mana cha chê bát sằng nề ná và sa pha và sa tí quà ca rồ tì quà ta tô năng su kha măng quê tí cha già quà anh a na pa di ni nhà con nào ba nô bắp pa ga ma tha ma ba nô xích tha ma nô ma và mana mana sa che pa sang se na và pa sa ti wa ka ro ti wa ta to nang su kam ma we ti cha ya wa a na pa yi ni. Và ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng, vui hiền theo sau. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Con xin đọc kệ.
Mano pupang gama thamang Mano setha mano mayang Manasa se basang nena Vasati wa karoti wang Tato nang su khamang quê ti Jaya wa anapayini Mano pumpang gama thamma Mano sentha mano maya Manasa che basang nena Basati wa karoti wa Tato nang su khamang quê ti Jaya wa anaparini. Ý dẫn đầu có pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nó lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Dạ, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng vui liền, theo sau. Và đó của thơ của Ngài Đức. Và con đã đọc xong, con kính mời kế tiếp ạ. Sa thứ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính ân Đức Phật, con kính ân giáo pháp, con kính ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, đại đức Tuệ Nhẫn, con kính lễ quý bà cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên, con thân chào quý tăng hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn Vinh Vathana đã phát bài. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 2. Dạ. Mano puppang gama thamma mano sittha mano maya Manasa che ba san ne na pha sa ti wa ka ro ti wa tato nang sukha mang ve ti chaya anapji yini Mano pupang gama thamma mano sitha mano ya Mana sa che pa san ne na pa sa ti qua ka ro ti qua ta to nang su kha mang ve ti cha ya wa ana pa yi ni ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước sau như bóng không rời hình. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói, làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng, vui liền theo sau. Dạ, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con cảm ơn Rạng Đông. Dạ, con xin kể ạ. Tí nữa con quên. Mano bupang gama thamma mano sitha mano maya mana sace pasannena pasati qua karoti qua tato nang sukha mang ve ti jaya qua napajini. Dạ, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng, vui liền theo sau. Dạ, bản dịch của Hòa, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con
đã đọc và kể xong ạ. Dạ con xin xuống mic và kính mời một vị kế tiếp ạ. Sa thủ Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Sa thú Sĩ Sô Kim, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tây Nhẫn, đại đức Đại Đức, cô tu nữ Tùy Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng và kính cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 2. Mano bút bằng gá ma thầm ma Mano xét tha Mano má già Mana sa chê bá sa nê ná Phà xá tí hoà cá rô tí hoà Tá tô năng xú khá măng quê tí Trà già quá á na pà di ni Mano bút bằng gá ma thầm ma Mano xét tha Mano má già Mana sa chê ba sa nê ná pha sa tí hoa cá rô tí hoa ta tô năng số khá măng quê tí trà già quá á na pa di ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu giới ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mano bút bằng gá ma thầm ma Mano xét tha Mano má già Mana sa chê bá sa nê ná Phà sa tí hoa cá rô tí hoa Tá tô năng xú khá măng quê tí Trà già quá á na pà hí ni. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên. Nói làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng vui liền theo sau. Phản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời huynh Vát Tha Ná. Sa thú lành thầy Xích Trạng Đông. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sẵn Khaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc kệ kinh pháp cú số 2. Dạ, kính cảm ơn cô Như Pháp sẽ đàn đọc cho biết nghe rõ. Số kim mano bút băng gà ma tham ma mano xét tha mano ma ya mana sa chê pa sa nê na pa sa ti wa ka ro ti wa ta to năng su ka man vê ti cha ya wa anapajini mano buppang gama dhamma mano setta mano maya manasa ce pasannena pasati wa karoti wa tato nang sukha manveti cha ya wa anapajini mano buppang Bang gama tham ma mano set tha mano ma ya mana sa che pa san ne na pa sa ti wa ka ro ti wa ta to nang su kha man ve ti cha ya wa anapayini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt đầu đưa duyên. Nói làm với ý tốt hiền, như hình dọi bóng, vui liền theo sau. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức Nam Mô Phật Thầy Gia. Con xin được xuống mic. Là chính bài cô Như Pháp tiếp theo. Dạ. Trong rung kể hết giá cô nhé. Con xin sám hối với đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya.
Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Rằng Đông, cô Sư Kim cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thường tọa minh hạnh đại đức Tề Đức, đại đức đại đức đại nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ trại viên. Dạ, con vào trễ cho phép con chào đạo tràng trước khi con ôn bài. Như Pháp mến chào cô Rạng Đông, kính chào Vinh Quát Thanh Lá, kính chào Buôn Bỏ, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Gia Nhân Trang Rụng, kính chào cô Huyền Mộng, mến chào cô Tâm Phương, kính chào Ngạo Sắc, mến chào cô Sô Kim, kính chào Tịnh An, kính chào Việt Nam 2007, kính chào xin ngồi nghe. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Như Pháp kính chào đạo tràng. Và con xin được ôn bài học Pháp Cú Kinh số 2. Cảm ơn Vinh Quát Thanh Lá cho bài học. Mano bút bằng gá ma thầm ma mano sạch thà mano ma già mana sa chê ba sành nề na pha sa ti qua ca rô ti qua ta tàu năng su khá măng quê ti cha ya qua an na ba di ni ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không sợi hình. Và đây là bản chữ ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Xin phép cho con kể một lần là con thấy tới giờ nhờ, nhưng mà phải nói là con rất là tâm đắc những cái câu này nên con phải đọc nha. Mà nở bút băng gà mà thăm ma mà nô sát tha mà nở ma già mà nã sa chê bà bản nê na ha sa ti wa ca ro ti wa ta to nang su kha mang we ti cha ya wa a na ba yi ni. Các pháp như ý dẫn đầu, ý trụ, ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói là người ý tốt hiền như hình nhồi bóng vui liền theo sau. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã tiêu phong ông bài cao phúc của kinh số 2. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên và quý vị trong đạo tràng đã đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài ngày hôm nay. Và cảm ơn Nguyên Quách Thanh Á. Bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Như Pháp kính mời quý vị cùng Như Pháp đắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư. Và ngày nay là ngày mở đầu của Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng về Pháp Cú trở lại. Nên con xin phép được đọc phần Bali à, thỉnh Pháp Sư à. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa Nam mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa Nam mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Dạ, cảm ơn cô Sư Kim. Samma Chaloka Thi Ba Ti Sam Ba Ti Ka Tan Chali An Thi Qua Răng Aya Cha Tha Sante sa sát tập bà ra chấp ca cha ti ca để xe tàu thăm măng à nu cầm bi măng ba chăng sa tham ma phê rìm vi na danh cha ca văn sua tan cha băng thăng à phi thăm ma chăm măng A cô ta danh tơ ta tu sát cha đằng đăng bà bơ thà nảy dê bà đi xa dạ mặt chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời những chẳng gì hơi
quyết lòng dạy đời nhắm vương lọc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn vồ cặp đám mưa lành rưỡi thắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tội mê cầu được trí trí vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 3. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ thưa con kính nhân mít đến sư ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn ạ. Sư có nghe được âm thanh con không thạch sư? Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong ngay lát. Dạ sư ra rồi, sư trở vào rồi. Dạ bây giờ thì con kính dân bích đến sư ạ. Dạ trước khi vào bài pháp chúng ta bắt đầu lại học pháp cú từ đầu. Và chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng tất cả trong tam tạng kinh điển mà chúng ta học pháp á, chúng ta phải luôn luôn hướng về cái sát la hiện tại là không có một con người nào cả, không có một ai cả, và chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp chúng hoạt động. Nếu như cái này chúng ta không hiểu được sắc pháp là vô ngã trong từng khoảnh khắc thì tất cả những gì chúng ta học nó chỉ làm cái độ dày cho vô minh. Nếu như mà chúng ta không có nắm bắt được cái điều đó. Và cái ý tưởng về ngã chúng luôn luôn nên nổi trong tất cả mọi cái khía cạnh sau những cái thấy nghe người nếm đụng. Và hầu như những cái câu kệ này cũng vậy. Và chúng ta giảng pháp theo cái chiều hướng rằng luôn luôn có tôi hay có một con người nào hành động và sẽ có một cái con người nào ở trong vị lai. Nhưng mà chúng ta đã bỏ quên cái lời dạy của Đức Phật rằng là tất cả pháp là vô ngã, không có ai điều khiển được, và tất cả pháp nó sanh khởi chỉ bởi duyên riêng của nó và không có một cái gì cả, không có một ai có thể làm được bất cứ một cái điều gì. Nhưng mà cái này mà chúng ta không thật sự nhận biết ngay từ đầu thì không có một chánh kiến nào có thể được vun bồi. Và chánh kiến không có thì tất cả những lời nói của chúng ta nó chỉ trên bề mặt của ngôn từ và nó không thể nào xâm nhập vào trong đời sống hàng ngày được. Và nó không mà nó phát hiện các cái phiền não vô minh, trí tuệ nó không có. Nên là cái điều này phải luôn luôn nhớ rõ, nhớ thật kỹ rằng cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thì khi đó, khi pháp nó sanh khởi thì chúng ta sẽ hiểu được tham nó có cái tính chất của nó, sân nó có cái tính chất của nó, si nó có cái tính chất của nó, tà kiến nó có cái tính chất của nó. Mỗi pháp nó chỉ mang cái bản chất riêng của nó, và rồi nó sanh lên do duyên, nó diệt đi. Nó không phải là ai cả. Đây là cái điểm khởi đầu, và cái điểm này là luôn luôn phải bắt đầu. Bởi vậy nên là
Khi nào bạn bắt đầu đủ cho chánh kiến về pháp học nghe thì tuệ sẽ sanh khởi trong đời sống hàng ngày, tiếp cận vào trong đời sống hàng ngày. Tất cả tâm, mỗi tâm đều đã có đủ định ở trong đó, không có một tâm nào là không có định đi cùng cả. Nhưng mà tất cả tâm, không phải tâm nào cũng có tuệ. Như vậy vun bồi trí tuệ là một sự lắng nghe. Và lắng nghe ở đây Đức Phật bao giờ cũng vậy, phải khéo lắng nghe và khéo thắt ý, là như thế. Do đó nếu mà chúng ta học pháp, chúng ta không cẩn trọng, không bắt đầu đi bắt đầu lại để mà cho chánh kiến này thực sự nó bám được với sát la hiện tại, rằng không còn một cái gì để nó phải lương nhờ ngoài những cái sát la hiện tại, như cái thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, bất cứ một cái gì tham, sân, si, cảm thọ, khổ, u này kia ngay trong cái đời sống này. Thì nếu mà không có cái này thì không được gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ của chúng ta đang giảng thuyết mà đang dạy dỗ có rất nhiều thời điểm bây giờ thì chúng ta biết nè, dạy điểm nói thì nói lần qua chứ thực tế rất nhiều cái trường phái lùa gà vào chuông. Nên là chúng ta, sự thật thì nó rất là phũ phàng, và chúng ta nhớ một điều rằng pháp nó cực kỳ thâm sâu. Cái thấy, cái nghe ở trong đời sống nó vô cùng thâm sâu. Nó thâm sâu đến nỗi mà tất cả mọi cái tà kiến và mọi cái đạo pháp, mọi cái tông phái, mọi cái trường phái ở trên đời này nó đều phát xuất ra từ từ những cái tà kiến, từ những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà không được hiểu này. Chứ nó không đến từ đâu cả, thưa quý vị. Nó đến từ cái sáu căn này. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn nhớ một cái điều đó. Luôn luôn chỉ bắt đầu với cái gì là thực hiện giờ. Cái gì không là thực hiện giờ thì cái đó không thể được hiểu được. Cái đó chúng ta chỉ nói trên câu chuyện thôi. Nhưng mà cái là thực thì cái đó mới là cái đối tượng của chánh niệm, của trí tuệ. Và pháp thì chúng luôn luôn sanh khởi ở rất gần, gần đến nỗi mà gần tất cả, hầu như ai cũng quên hết về nó. Mỗi khi chúng ta thấy, nghe, chúng ta quên là sao? Chúng ta đã vào những cái câu chuyện xa, rất là xa rồi. Đây chính là cái vô minh mà lúc nào nó cũng có mặt hết đó. Lúc nào cũng có mặt. Khi mà chúng ta học pháp đó, chúng ta phải nhớ học pháp để hiểu, để biết được cái chân lý của nó, chứ không phải để khen, để tặng cái người này hay, người kia hay. Không phải như vậy, thưa quý vị. Mà hiểu, cái người này thuyết đúng pháp. Nếu mà cái người đó có hiểu, thì người kia cứ, cái người kia thuyết sai pháp, cái người đó thuyết không có đúng pháp. Cái người có trí, người ta chỉ nhận như vậy thôi, chứ người ta không có chê, không có khen gì hết. Và nếu như tất cả những ai mà bỏ qua những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng trong đời sống hàng ngày, khinh thường những cái pháp như vậy, thì mọi cái tà kiến nó đều có thể bám rễ và nó cuốn đi trong cái vòng sanh tử. Nó không có xa đâu, thưa quý vị. Nó ở ngay trong cái đời sống thôi. Nó sẽ mãi mãi nó luân chuyển, nó không thể nào mà ra khỏi. Và do vậy cái bắt đầu đi bắt đầu lại về những cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống hàng ngày, để trở thành một cái thói quen, để trở thành một cái chớn của chánh niệm tỉnh giác, nó trượt vào những cái thực tại này, và rồi dần dần nó thành cái bánh xe, nó quen chớn của nó. Thì lúc này tứ niệm xứ nó sanh khởi một cách rõ ràng. Thì đây là cái con đường đạo. Con đường này rất là khó, và hầu như thì tâm tánh đa phần của chúng sanh thì chúng ta biết rằng họ trôi theo những cái câu chuyện, và ai nói cái gì cái mình thấy nghe hay là mình chạy theo thôi, chứ mà mình không có tự thân của mình nghe cho kỹ, để cái trí tuệ nó đủ sức để nó nhận diện ra các pháp trong đời sống. Do đó mà chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều đó. Tất cả mọi cái đường lối mà cố ý thực hiện một cái điều gì đó thì nó đều là sai pháp hết. Nó đều có ám ảnh bởi tà kiến hết. Bởi vì chỉ có cái để hiểu, khi mà có trí tuệ ở đó thì nó mới hiểu thôi. Còn không có trí tuệ thì bạn có làm cách nào chăng nữa thì nó cũng đi theo con đường tà kiến cả.
Mà đã có trí tuệ rồi thì trí tuệ nó chọn cái đối tượng của nó một cách rất là chính xác và trung thực. Đây là bản chất của trí tuệ. Và không có một ai có thể lấy mượn trí tuệ của người khác để mà xài được. Chỉ có trí tuệ tự thân mình sanh khởi lên do nghe, do sự truyền đạt, do sự ấy mà cái trí tuệ tự thân đó nó sanh khởi, nó tiếp cận với những cái thực tại này và nó cũng diệt trừ, nó thấu rõ những cái phiền não từ cái nội tâm của mình mà thôi. Và vậy con đường này lúc nào Đức Phật mới dạy chúng ta là mỗi người đều phải là cái hải đảo của chính mình và lấy cái pháp làm cái hải đảo. Cái chánh pháp thì nó tùy theo con người. Có người thì trí tuệ nhiều, có người ba la mật nhiều, có người ba la mật ít. Nhưng mà cái con đường bát chánh này là cái con đường độc nhất mà vun bồi nó để mà đi ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Vòng sanh tử luân hồi nó không là cái gì ở đâu cả, mà nó chính là cái thấy, sau đó là phiền não, là thích, là ghét, là thương mến, là tạo tác, rồi nó lại chìm vào cái ngủ say. Vì vậy chúng ta thấy cái thấy này chính là quả. Sau cái quả đó khởi lên cái ý thích ghét, đây là những cái phiền não, mong mỏi, chấp thủ, muốn cái cảnh đẹp như vậy, là tạo phước hay là trộm cắp hay là giết người, cướp của, vân vân, những cái sân hận nó sanh khởi. Sau đó thì lại chìm vào cái dòng ngủ say. Cái cuộc sống này chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi suy nghĩ, tạo tác, rồi ngủ say. Ngủ say rồi lại thức dậy này thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng với những cái sắc, cái thinh, cái hương, cái vị, cái xúc, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, mà nó rất là vô tri vô giác, mà đã lầm tưởng nó là đàn ông, là đàn bà, là mọi thứ ở trên đời này, nhưng bản chất của nó không là gì cả, không là gì cả. Như vậy được. Khi mà chúng ta cầm cái gì đó, chúng ta tưởng là chúng ta cho ai đó một cái gì đó cao quý như thế, tất cả chỉ là tứ đại, tất tần tận ở trên đời này. Chúng ta chỉ cầm nắm, chia sớt, giành giật, chém giết lẫn nhau, chỉ có một chút tứ đại thôi. Đó không phải là sự đau khổ sao? Đó không phải là vô minh sao? Hãy thức tỉnh. Đức Phật dạy cho chúng ta hãy thức tỉnh. Đừng có bị những cái ảo tưởng, những cái bóng ảnh nó dụ dỗ, nó che mờ. Hãy thấy ra sự thật của nó. Bây giờ thì chúng ta đi vào chánh pháp, chúng ta nghe pháp. Arahang samma sambuddho phagawa buddhan phagawantan afiwademi sokhato phagawata thammo thammang namasami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sankhang Namasami. Nghiêm tịnh thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Thế Tôn, Đấng Toàn Tri Diệu Giác. Vô lượng từ bi, Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý, cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo, chánh pháp là những phương linh diệu dược mà Bậc Toàn Giác đã khéo thấy, biết, khéo truyền dạy. Những ai có duyên lành nghe hành theo chánh pháp, người ấy chắc chắn chấm dứt sanh tử luân hồi, giải thoát mọi khổ đau. Chúng con nghiêm tình thân cầu ý, cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng nghiệp lực luân hồi của mình, và nhất là thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, đức vua trời Đế Thích, tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền, thân bằng quyến thuộc, chư giả xoa long vương, càng thắng bà súc sanh, ngạ quỷ phi nhân, atula diêm chúa. Kính chư Phước lành để đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báu thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là hội tụ duyên lành, thành tựu chánh trí, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này, và mong cho
giáo pháp chân chánh của Đức Thế Tôn được lan rộng ở trên quê hương Việt Nam tươi đẹp này và tất cả những hàng Phật tử cùng chư Đại Đức Thăng đều là những bậc thánh nhân, những bậc thánh hạnh gìn giữ chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Thầy. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 3. Akochi mang awati mang achini mang ahasime ye cha tang upanai hanti verang te sang nasamati. Nghĩa Việt là ngài Incharan đã dịch là nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi, và những ai ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những ấy không được nắng yên, không được nắng yên. Như vậy chúng ta thấy tự ngã mới chính là kẻ thù của chúng ta, luôn luôn tiềm ẩn sâu kín ở trong những cái thấy nghe ngửi nếm đụng của chúng ta, do sự tiếp xúc, do không chánh niệm tỉnh giác mà nó hình thành nên những cái tà kiến, những cái ý niệm về ngã này. Chúng ta thường để ý người khác, xem là người đó ăn cái gì, nói cái gì, đi đứng, rồi bắt đầu chúng ta phân biệt đẹp xấu, rồi chúng ta có những cái tà ý rất là nhiều. Bản chất của con người chúng ta là thăm dò, chê bai và khen tặng, chứ không phải là thực sự chân quý. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ai, luôn luôn chúng ta che đậy cái bản thân của mình lại, và mình muốn đẹp, muốn ảo ở nơi đối tượng. Khi mà mình thích, mình không thật tự nhiên như pháp, do đó mà chúng ta cần phải nhìn thấy được các pháp. Tại sao chúng ta cứ phải muốn mình trở thành người tốt? Thế thế thì chỉ có một pháp sanh khởi thôi sao? Không thể được, phải không? Tất cả pháp nó đều do duyên mà khởi. Có duyên thì pháp bất thiện nó sẽ sanh, có duyên thì pháp thiện nó sẽ sanh, có duyên thì pháp quả sẽ sanh. Đức Phật là bậc tối thượng, ngài đẹp, đức hạnh tròn đủ hết, là bậc toàn giác nữa. Nhưng mà ngài không thể tránh khỏi được cái sự chửi, sự khen tặng của đời. Có nhiều người đảnh lễ ngài, có nhiều người thì đi theo để nhìn cái vẻ đẹp của ngài, có nhiều người thì chê ngài. Vì kẻ ngu si thì không thể biết được bậc hiền trí. Có người thì cũng đánh ngài, có người thì năng mạ sỉ nhục. Nhưng mà sao? Nhưng mà trong tâm của ngài nó không có ý niệm về ngã. Ngài không có một cái bóng dáng nào của tự ngã cả. Nên là ngài không có kẻ thù, tâm của ngài nó không có kẻ thù. Còn chúng ta thì một âm thanh cũng là kẻ thù của mình, một hình sắc cũng là kẻ thù của mình. Một mùi vị cũng là một kẻ thù của mình, một cái chỉ tay của người khác cũng là cái kẻ thù của mình. Để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta có thể rời lon lấp biển, thậm chí chúng ta có thể bỏ cái thân này được,
nhưng mà không dễ gì đẩy được cái ý niệm về ngã ảo tưởng này ra khỏi cái tâm của mình đâu. Nếu mà chúng ta không hiểu được các pháp, và nó đánh tôi, nó sỉ nhục tôi trên đời này, thì ta luôn luôn bảo vệ cái danh dự, bảo vệ cái lý tưởng của mình. Bảo vệ cái tự ngã của mình. Có nhiều người vì cái danh dự mình mà cố gắng kham nhẫn nhịn nhục, như vậy ở đây cho chúng ta thấy được sao? Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Và trên đời này chúng ta biết loài người, được gọi là loài người có 6 căn, là những cái tâm tham, những cái tâm ganh tị, những cái tâm tật đố, những cái tâm mà xu hướng theo những điều ác, theo những phe phái, sự chia rẽ là vô cùng lớn. Nó là vô cùng lớn, nó vô cùng khủng khiếp. Và chúng ta thử suy xét xem trong đạo Phật của chúng ta thôi thì chúng ta biết rồi, không cần phải nói gì cả, phải không? Chỉ cần một chút xíu có cơ hội sơ ý của một người khác, là một lời nói hay một là những bậc đức hạnh đã được cho chết đầy những phân, đầy những cái lời nói ác độc thô bỉ, đầy những cái lời nói không thật ở trên đó rồi, mà những cái lời nói đó không từ đâu nói ra cả, mà từ chính trong đó thổ lộ ra. Như vậy thì chúng ta thấy tham sân si, cái bản chất của nó là như thế khi nó có cơ hội. Và ở đây người có trí hiểu như thế nào? Nó đánh tôi, nó mắng tôi. Người nào là người không ôm hiềm hận ấy? Người đó phải có hiểu biết. Cái ý niệm về ngã cái ác nghiệp, cái phiền não ở nơi tâm của chúng ta còn chấp thủ, thì cái hận thù này nó không thể nguôi được, nó không thể diệt được. Cái ác mầm của ác pháp này nó không thể diệt được. Còn những cái đối tượng ở ngoài kia thì nó muôn trùng. Không có đối tượng này sỉ nhục thì đối tượng khác cũng sỉ nhục. Không phải đối tượng ở trong đạo nhục thì những đối tượng ngoài kia luôn luôn có cơ hội để sỉ nhục mình. Phải không? Ở đời thì có thể người ta sống ăn mặc giống nhau, đi làm động này kia thì nó ít. Nhưng mà đối với giáo pháp, những nhà sư khác đời, luôn 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 nó có cái sự chê bai, sỉ nhục, đánh đập. Đức Phật dạy những cái người nào mà ôm ấp chấp thủ cái điều đó thì hận thù nó không thể bao giờ nguôi được. Như vậy thì những cái âm thanh lời nói đó nó sanh khởi thì nó diệt mất. Và những cái bóng hình đó đôi khi
nó đã đi mất, nó đã tan biến từ rất lâu và nó không bao giờ còn gặp lại trong vòng sanh tử luân hồi nào nữa cả. Nhưng mà cái kẻ ngu si không biết về pháp, sanh về diệt, nên đã ôm ấp những cái điều này, cho rằng có một ai đó đã chửi mình, tôi như thế kia, là cái mầm mống, là cái đại họa, làm cho tâm của chúng ta nó tích lũy và nó trở thành những cái thường cận y duyên. Lâu ngày những cái lậu hoặc, những cái phiền não nó tiềm ẩn, và khi có cơ hội thì luôn luôn chúng sẽ tạo ra những cái ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Như vậy là chính cái nghiệp ác lời mình mới là cái kẻ thù của chính mình, đẩy chúng ta vào vòng sanh hồi khổ đau và những cái con đường ác đạo, chứ không phải là lời chửi rủa đánh đập của kẻ khác mà đưa chúng ta vào con đường ác đạo. Mà chính là vô minh, kẻ thù số một của tâm. Những cái tà kiến phiền não này đã dựng lên những cái tôi, cái tự ngã này mà nó đẩy chúng ta vào, đi vào những cái con đường ác đạo, chứ đâu có phải là người kia chửi chúng ta, đánh đập chúng ta mà chúng ta vào những cái con đường ác đạo đâu. Do cái sự ôm ấp, không có cái, không có sự hiểu biết nên không có cởi trói được. Không có tha thứ được, không có hiểu về nhân quả, rằng là không phải tự nhiên mà cái lời chửi này, cái sự đánh đập này nó sanh khởi. Và chắc chắn nó phải có những cái ác nghiệp. Và những cái ác nghiệp này không phải ai tạo ra cả, mà chính là những cái nhân duyên của những cái đời trước đã tạo. Đủ duyên đó chỗ quả. Một người trí khi mà hiểu được như vậy thì vì đó không còn cách nào khác là biết đau, biết chấp nhận, biết tha thứ, biết kham nhẫn. Chứ hỏi rằng là có bực không thì xin thưa với quý vị rằng sân chứ, sao lại không sân được. Người nào bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị chửi bới mà biểu mình không sân thì mình là kẻ gọi là hương lẻo, kẻ không thật. Không có ai bị chửi, kể cả mình có tốt cỡ nào, mình không làm điều đó, người ta chửi mình vẫn cứ sân như thường. Mà thậm chí là sao, mình không làm, người ta chửi mình còn sân dữ nữa. Còn khi mà mình làm, người ta chửi mình thì mình cũng sân, như mình sụp cái mặt mình xuống, không? Mình không có dám cất lên lời. Mình không có dám cất lên lời. Còn khi mà mình không bị mà người ta chửi thì lúc này cái tự ngã của mình lại nâng cao, mình nghĩ mình không có làm cái điều đó. Bây giờ mình phải phân bua, mình phải giải quyết cho bằng được. Còn khi mà mình làm mà người ta chửi mình, người ta đánh đập mình thì mình sụ cái mặt của mình xuống, mình tủi hổ. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là khi nào mà chúng ta hiểu được các pháp á, thì chúng ta mới không có chấp thủ chúng. Và cái từ ở đây, cái từ akuchimang, awachimang, là nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã đánh đập tôi. Thì chúng ta biết nè, chúng ta sanh ra trên đời này thì có thể chúng ta không bị người khác đánh đập, nhưng mà không bị chửi, không bị la mắng, không bị cay cú, cái điều này điều kia là điều không thể có được, thưa quý vị. Nếu không thể có được, nếu mà cái điều này nó không có thì chả có các pháp khác, nó cũng không thể sanh khởi được. Chắc chắn là nó phải có ít hay có nhiều. Mà nó có như vậy
thì mới nhìn nhận ra được các pháp hữu vi, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là đáng nhàm chán, là rỗng không, là đáng đi tham, là đáng không, là đáng cái sự hiện hữu là tốt nhất. Akochimang, Awatimang, là nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi. Người trí thì thấy rằng là nghiệp với này phiền não nó đang sỉ nhục mình. Người ngu thì nghĩ rằng người khác đang sỉ nhục mình, đang đánh đập mình, mình phải làm cái này cái kia. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có hai cái minh và minh vô minh thôi, nó hiện hữu. Khi nào nó có minh thì vô minh nó diệt, khi nào không có minh thì vô minh nó sanh khởi. Vậy thì trong đời sống, từ kiểm tra từ sáng đến chiều xem là mình ngồi càng ngày xem là minh hay là vô minh, mình đang làm cái gì. Tất cả chúng ta hầu như là đang tu tập theo cái kiểu tự ngã, chứ không phải là một cái trình tự lời Đức Phật dạy là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp hành ở đây không phải là đi thực hành đâu, mà học để hiểu các pháp sanh khởi trong đời sống, và nó tùy thuận cái điều nghe nhiều như vậy, nó tùy thuận cái đó mà cái trí nó khởi lên, nó thấy cái bản chất thật của nó trong đời sống. Nó rất là tế nhị, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng ta lại không thích làm những cái điều như thế, chúng ta chỉ thích làm theo cái tà kiến về ngã, theo cái ý của mình muốn dựng lên, chứ không phải là chỉ là cái để hiểu, để thấy ra, để xả ly. Và chúng ta chỉ làm sao tu, làm sao cho nó thật mau để giác ngộ. Làm gì có cái chuyện đó xảy ra trên đời này, không có đâu. Trí tuệ không có một cái gì nó lớn, nó chậm lớn bằng trí tuệ cả. Bởi vì sao? Bởi vì vô minh nó như ngọn núi, nó như biển khơi vậy. Vô minh về cái thấy, vô minh về cái nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm, bê mối, đối tượng, thị giác, vô minh về âm thanh, vô minh về mùi, về vị, vô minh về những cái trạng thái cứng, mềm, nóng, nặng, vô minh về tưởng, về thọ, về hành, về thức trong đời sống hàng ngày. Khi có sân thì không biết nó có cái gì ở đó. Cái người mà không thấu hiểu được cái ngũ uẩn, lúc mà cái thấy, lúc cái nghe, ngũ uẩn nó như thế nào, khi có sân thì ngũ uẩn nó như thế nào, khi có si nó ngũ uẩn như thế nào, khi có chánh niệm tỉnh giác ngũ uẩn nó sanh khởi làm sao, rõ ràng cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng ôi tôi thực hành như này cảm giác một chút an lạc đó, là chúng ta quảng bá cái hình ảnh nó lên. Nhưng mà về pháp thì không có hiểu được một chút gì trong đời sống cả. Về những cái thực tại không có trình bày được một cái gì cho nó gọi là nó có mặt nó rõ ràng cả. Vậy chúng ta học cái gì? Chúng ta đã quá sai lầm phải không? Quá sai lầm. Khi mà chúng ta bắt đầu hiểu về cái thấy cái nghe thì dần dần chúng ta sẽ hiểu về nhân duyên, chúng ta sẽ hiểu về các căn, chúng ta sẽ hiểu về thức, sẽ hiểu về thức là như thế nào. Nó ở ngay đây và bây giờ, phải không? Tứ niệm xứ nó không phải là mình đọc hết cuốn sách là mình hiểu tứ niệm xứ, phải đâu quý vị. Tứ niệm xứ Đức Phật không có dạy cái đề mục nào cả. Trong cái tứ niệm xứ chúng ta phải hiểu, ở đó trình bày tất cả mọi thực tại trong đời sống mà thôi. Và cái con đường vào tứ niệm xứ là vô cùng khó khăn. Chớ có nghĩ rằng là tôi tu tập định thì tôi vào tứ niệm xứ được, không có đâu. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
nó ở đó, nó cứ ở đó, nó sanh ở đó. Do vậy này, cái từ bắt đầu và chỉ có bắt đầu bây giờ và bây giờ đó, là nó không có sức hút nào cho kẻ vô minh cả, nó chỉ có sức hút cho cái trí tuệ thôi, nó mới bám được điều đó thôi. Còn tất cả chúng ta đều bị trôi đi. Do vậy pháp nó luôn luôn sanh khởi, nhưng mà có mấy ai thấy nó đâu, phải không? Có mấy ai hiểu nó đâu trong đời sống đâu. Nếu như mà đọc kinh điển mà chúng ta thấy đọc xong một cái rồi, ồ, cái pháp nó có rồi, thì xin thưa mấy quý vị rằng chúng tôi và quý vị đã trở thành các bậc thánh hết rồi, phải không? Và bao nhiêu ngàn cuốn sách nữa, rồi tiếp tục còn bao nhiêu triệu cuốn sách nữa lại ra đời, nhưng cũng không giải quyết được sanh tử đâu. Nếu như mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày không được hiểu như chúng là. Măng, cái từ măng, á hăng, á hăng là một cái đại từ chia theo đối cách. Là tôi, đến tôi, đến tôi. Á quá thiết, căn của nó là căn quát, tiếp động ngữ á. Nó là từ chia theo quá khứ là đã đánh đập tôi, đã tác động, đã tác động vật lý là tôi ha. Á chí ni á ha xí mê là nó đã chế ngự tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã áp tước tôi. Khi mà chúng ta bị ai chửi, lúc đầu chúng ta sợ nó mạnh lên, khi mà bị đánh đập nè, chúng ta thấy vô cùng khó khăn nhẫn. Bình thường thì sao vậy? Chúng ta nói cái gì cũng được hết á, nói cái gì cũng được. Nhưng mà khi những cái này nó tương tác rồi, nó vô cùng khó khăn nhẫn. Làm sao để cho khi mà người ta tác động như vậy thì chắc chắn là nó có sân rồi đó, nhưng mà làm sao để hết sân này? Có cách nào để hết sân? Hay là bạn xua đuổi tâm sân đi, hay là bạn tấn công? Không phải đâu. Nó có một cái pháp nhẹ nhàng kham nhẫn đối với tâm sân. Khi bạn hiểu được tâm sân, bạn bỏ đối tượng đi và bạn quay về với cái sự sân hận này được. Điều đó là khó làm. Nhưng mà bạn phải đạt đến đó. Hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên và kham nhẫn với chúng. Còn bạn làm cái gì khác hay chăng nữa thì tâm sân nó cũng không thể nào bào mòn được. Nó lại còn càng có sức mạnh khi mà lần khác lại tới. Bởi vậy khi mà chỉ có hiểu biết về nó, thì nó không còn cơ hội nào. Dần dần nó mất đi cái cơ hội của nó, nó không thể lớn được. Achini mang ahasime, nó đã chế ngự tôi, nó đã chế ngự tôi. Con người của chúng ta đa phần là chế ngự lẫn nhau. Từ trong vợ chồng, con cái hay anh em, trong tất cả mọi mối quan hệ, hầu như là chúng ta đều chế ngự. Chế ngự hết. Phật tử của tôi, sư của tôi, thầy của tôi, tất cả mọi điều đó đều là chế ngự hết. Tất cả đều đang bị chế ngự. Nó tước đoạt của tôi, nó tước đoạt của tôi. Á chí ní, cách chí là một cái động từ quá khứ, là đã chế ngự, đã chiến thắng, đã chiến thắng. Kẻ thù khi mà đánh đập chúng ta xong rồi
mà chúng ta cự lại mà họ lại đánh đập chúng ta thì họ về họ càng thích chí. Nhưng mà một điều đặc biệt khi mà ai kham nhẫn được cái sân hận đó thì chúng ta có một cái niềm vui và một cái tâm từ ở đằng sau đó rất là lớn, tự nhiên sẽ biến mất. Chiến thắng đó ngọt ngào lắm. Và đó là những cái, đó là những cái nền tảng cho trí tuệ. Và khi mình tiếp xúc với mọi người, mọi hoàn cảnh ở đằng sau đó, nó đều rất là thận trọng, đều rất là tốt đẹp. Nhưng mà không phải vượt qua nó là dễ, không phải là vượt qua nó là dễ, mà phải có hiểu biết. Ahasi, động từ quá khứ, là đã cướp, đã lấy đi. Đã cướp, đã lấy đi. Mê, hay còn gọi là Ahang, đại từ, ở đây chia theo sở thuộc cách của tôi. Của tôi. Chúng ta thì hầu như là toàn là, ví dụ như là sư đi tu chẳng hạn, thì đồ đạc này kia thì toàn là người Phật tử cúng dường thôi, nhưng mà khi vào tay rồi đó thì cái gì cũng của tôi hết, cái gì cũng của tôi hết. Như vậy là lấy cái người khác cho đó làm cái của tôi, làm cái của tôi. Khi mà chúng ta nhìn chút, nó chả là cái gì chứ một chút tứ đại đó mà suốt ngày là của tôi. Dê chấp tăng của bệnh đây hành tí, và những ai ấp ủ cái điều ấy hay là chấp thủ cái điều ấy, chấp thủ cái điều ấy. Đây nói cho chúng ta cái bài pháp này, khi mà mình chấp thủ, khi mà mình bị tấn công, mình bị chửi rủa, mình bị đánh đập, mình hay ôm ấp những cái hận thù đó, thì hận thù nó không thể nguôi. Nó không thể nguôi với cái dòng tâm thức của bạn á. Chứ còn người ta đôi khi là đánh đập bạn cái người ta bỏ đi rồi, người ta đã cái tay rồi, người ta nếu mà mình kham nhẫn, mình xả ly thì cũng không gây cho họ cái hận thù. Nhưng mà khi mình chấp thủ đó thì cái việc đầu tiên là mình vừa bị đánh vừa bị chửi, việc thứ hai là cái sân hận, cái tức tối nó, cái suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ lão hại nó dày vò và nó luôn luôn ươm mầm từ năm này qua năm khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Và nó không phải để trả thù cái con người đó không, mà nó trở thành một cái dòng tâm bất thiện. Gặp cái đối tượng nào không ưa, nó đều tạo ra những cái thần khẩu ý bất thiện cả, thưa quý vị. Chứ đó đâu có phải là để dành riêng cho một đối tượng nữa đâu. Đây nó mới là đại họa. Đại họa. Mê an của tôi. Dê chấp tăng của bệnh đây hành tí, và những ai ấp ủ điều ấy. Dê hay là giá là một cái đại từ quan hệ nam tánh, chủ cách chia số nhiều. Những ai mà bị đánh, bị cướp vân vân, chát liên từ hay là và. Tăng thì chúng ta biết cũng là một cái từ nguyên mẫu của nó là tá, là một cái đại từ nam tánh chia theo đối cách điều ấy. Upande hành tí thì mà ấp ủ hay là chấp thủ. Ú bá là hướng về gần kề, chỉ cái sự nhấn mạnh của cái câu. Quê răng tê xăng, nó xăm mất ti. Là sự thù hận và những người không được nặng im. Về tâm nó không được nặng im, tức là tâm nó không được thanh tịnh.
Bởi vì cái người ôm ấp cái thù hận đó thì tâm nó luôn luôn dao động, những cái ác hành, những cái hữu nó hoạt động miết ở trong tâm. Quê răng quê rắc, một cái danh từ chúng tánh chia theo chủ cách là sự hận thù. Sự hận thù, những cái tâm tàn độc, những cái phiền não tàn độc này bắt đầu nó nó khởi sanh lên tâm của mình. Như vậy chúng ta thấy kẻ thù của chúng ta không là cái gì khác mà chính là vô minh. Nhớ, hãy nhớ rằng đi đến đâu mà mình bị cái gì hay mình có lỗi lầm gì, mình phải nhớ kẻ thù của chúng ta chính là vô minh. Vì đời sống này kẻ thù của mọi kẻ thù chính là vô minh. Verang Vera là một cái danh từ chúng tánh chia theo chỉ định cách. Như vậy thì chúng ta thấy người ta đánh đập chúng ta này, rồi trên đời này họ sợ ta đánh đập này, họ sợ ta chém giết này, họ sợ đói ăn này, họ sợ mất nhà mất cửa vợ con này, họ sợ bệnh dịch này, họ sợ virus này, họ sợ chiến tranh này. Chả ai sợ vô minh cả, phải không? Chả ai sợ vô minh cả, chỉ có một ít người có trí tuệ sợ vô minh này. Sợ vô minh mà không thấy sợ vô minh thì không có học hiểu diệu pháp để mà diệt trừ chúng được. Tê sang tá hay đại từ năm tánh chia theo sở thuộc cách số nhiều của những người ấy nát bất biến từ là không. Samati, samati là căn của nó là căn sam. Tiếp vị ngữ giác ý tí chia theo động từ là được lặng im, được chấm dứt. Như vậy nè, câu kệ này Ngài Thích Minh Châu dịch theo thể năm chữ là nó mắng tôi đánh tôi. Nó ở đây, nó mắng tôi đánh tôi ở đây chỉ cho gì? Chỉ cho các cái đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh. Hay là ngủ quẩn, nó mắng tôi đánh tôi. Vậy nhiều lắm. Hận thù thì chúng ta biết nên đâu có phải là người ngoài đó. Cha con cũng có hận thù, anh em cũng hận thù. Vì đất đai, nhà cửa, vì chị dâu em chồng vân vân. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy. Hận thù không thể nguôi. Hận thù nó không thể nguôi bởi vì sao? Bởi vì nó được tương tác, nó được tương tác. Nó được nuôi dưỡng bởi cái dòng sân hận đó thì không thể nào mà nó chấm dứt được. Nhưng câu sau thì Ngài nói gì? Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy. Hận thù được tự nguyên, nguôi. Vậy thì phải hiểu nó như thế nào? À, những người đánh đập, những người chửi bới ta này, đây chính là nghiệp, nghiệp ác đã cho quả. Đây chính là nghiệp ác đã cho quả. Và khi nghiệp ác đã cho quả, thì mình phải mừng mới đúng, bởi vì đã thấy ra được nhân và quả. Đã thấy ra được ác hạnh là sự khổ đau. Người trí phải thấy như vậy. Chứ đừng có thấy con người kia mà thấy ra được cái nghiệp ác, thấy ra được cái quả ác. Và người đó xả ly cái ý niệm, thấy ra được rồi, thấy chính mình tạo, thấy cái dòng tâm thức tạo, phải không? Nhưng mà thấy đúng
như vậy á, thì cái hận thù đó, mặc dầu sân nó có, tức tối nó có, nó khổ đau, khổ thì nó có, nhưng mà cái sự xả ly, cái sự hiểu biết ở đằng sau đó, nó không có tấn công, nó không có lão hại, nó không có chấp trước. Sau đó dần dần nó nguôi ngoai, nó xả ly, nó tự bi. Thế giới này đau khổ do gì? Do ôm ấp, do dò xét, do kích bác, do thấy, do chê bai những cái lỗi lầm của nhau. Phải không? Có phải là toàn là bất thiện, toàn là bất thiện, đi chung mới bất thiện phải không? Do vậy tà kiến là một cái mối nguy hiểm, là cái pháp đại họa, là như vậy đó. Và câu kệ này thì được Đức Phật thuyết khi mà Ngài ở tại Kỳ Viên, đề cập đến vị tỳ kheo Thích Xá. Thì chúng ta biết là vị tỳ kheo Thích Xá khi lớn tuổi, ông là một cái danh gia vọng tộc và cũng là ở cái ngôi vị trong cái cung vua, là những cái người bà con của Đức Thế Tôn. Khi ông xuất gia đó thì ông không có học hành gì cả, ông chỉ đắc y. Ông nghĩ là ông lớn tuổi như vậy thì ông ngồi ở trên trên cái bàn đẹp người nữa, đắc y giờ vào thì các cái chúng tỳ kheo trẻ tuổi từ xa đi đến thì thấy cái vị đó thấy cũng phong độ, cũng đạo mạo lắm mà tưởng đâu là trưởng lão, mới đảnh lễ. Thì đảnh lễ xong rồi mới hỏi rằng bạch ngài, vậy ngài năm nay bao nhiêu hạ rồi? Thì ngài Thích Xá mới nói là ta chưa có hạ lão đó. ta chưa có hạ lão hết. Thì các vị tỳ kheo biết giới biết luật thì mới khiển trách. Nhưng ông già này, ông tỳ kheo già này không biết cái, không có cái hạ lão hết mà dám ngồi ở đây chư tăng đảnh lễ, ngồi im như vậy khoái. Ồ, nhiều lắm thưa quý vị, trong thời bây giờ cũng vậy, nhiều lắm. Bây giờ thì nhiều lắm, nhiều ông cụ người kia lớn tuổi đi vào tu ở ngoài đời phiền não cả đống cả làng, ngồi cứ như ông Phật vậy đó. Chúng tỳ kheo đó xa đến thì nhiều nhiều thưa quý vị, không có thôi. Khi mà thấy vậy thì đức thì các chư tỳ kheo nói quả trách cái vị đó như vậy. Khi mà chư tỳ kheo đến rồi bắt đầu đi đến Đức Phật thì mới nói cho Đức Phật biết là cái vị tỳ kheo Thích Xá là như vậy. Thì Đức Phật cho gọi Thích Xá đến. Đức Phật hỏi như vậy Thích Xá có nhận không? Đức Phật thì Thích Xá, ngài Thích Xá nhận. Thì ngài Thích Xá, Đức Phật nói là ở đây là trong giới luật kể có người mà nhỏ hạ thì cần phải khiêm cung đảnh lễ các vị lớn hạ, nhưng mà Đức Phật khuyên hãy đảnh lễ chư tỳ kheo, nhưng mà vị Thích Xá này không có đảnh lễ. Vị tỳ kheo Thích Xá nghĩ rằng ta kia ta là dòng dõi vua chúa, ta giết hết ngày xưa, ta giết hết cái chúng rồi đó. Thức nên là ngài nghĩ rằng ngài là cái danh gia vọng tộc như vậy, không phải đánh lấy ai cả. Thì chư tỳ kheo thấy cái vị này ngang như vậy thì Đức Phật mới kể lại cái tiền thân, cái tiền thân cái kiếp trước của cái vị này. Là tiền thân đó là có hai cái vị đạo sĩ, có hai cái vị đạo sĩ gọi là Kê Ma Lá và Răn Đá hả? Và thì nhớ ông nằm đâu rồi? À đúng rồi, Đê Quá Ná và Na Ra Đá. Khi mà cái tiền kiếp của hai vị này là hai những vị đạo sĩ ở trên Triết Sơn xuống, thì vị đó xuống dưới này để xin muối hay này gạo gì đó. Thì khi đi đến một cái nhà anh thợ gốm này thì
thời vốn anh làm những cái nọ thì có những cái nhà trống, thì cái việc đeo quá lá này mới xin ở. Anh ở thì vì đó đến trước thì chập chập tối thì cũng cái vị Narada này cũng từ Tuyết Sơn xuống cũng xin cái người thợ gốm này, thì người thợ gốm mới thấy như vậy mới nói rằng trước thì có cái vị Đê Quá Lá này ở rồi, nếu mà vị muốn ở đây nữa thì hãy hỏi Đê Quá Lá. Thì cái vị đạo sĩ Đê Quá Lá này cũng rất là hoan hỷ, nghĩ rằng đêm nay thì có đôi bạn rồi, ngủ thì vui. Thì khi mà đêm đến thì Đê Quá Lá ngủ thì Ananda thì Narada thì cũng sắp đặt cái chỗ ngủ của mình chỉ như thế nào. Thì bắt đầu khi mà ngủ thì gần nửa đêm thì ngài Narada này, đạo sĩ này mới đi ra ngoài vệ sinh gì đó, thì cái vị Đê Quá Lá này mới nằm chắn ngang ở trước cửa, xoay cửa vào. Thì vị này mới đạp trúng cái tóc của cái vị đạo sĩ Đê Quá Lá này, đạo sĩ Đê Quá Lá này. Vị đạo sĩ Đê Quá Lá này rất là bực mình, rất là bực mình. Thì sau đó đạo sĩ Đê Quá Lá ngủ một chút nữa thì đạo sĩ Đê Quá Lá mới nghĩ rằng bây giờ mình gần sáng mình bước ra, mình ra sớm bước ra. Bước ra thì không ngờ Đê Quá Lá lại xoay về cái hướng ngược lại, và bị Narada lại nghĩ rằng hồi hôm thì bị thì quay đầu hướng này, bây giờ mình đi hướng này nữa này, đạp lên đầu của vị đó. Thì ai ngờ đâu vị đó lại xoay đúng cái chỗ hướng ngược lại, thì Narada đi, và ngày ra đó thì đạp lên đầu. Bắt đầu lúc này thì Đê Quá Lá chửi ra, Đê Quá Lá làm hoài quái vậy đó. Đê Quá Lá mới chửi đồ đạo đức giả, ta sẽ nguyền rủa ngươi, đừng làm vậy thưa thầy. Mặc những lời tha thiết xin lỗi của Narada, Đê Quá Lá vẫn tiếp tục. Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối, sáng mai vào lúc mặt trời mọc đầu ngươi sẽ vỡ làm bảy mảnh. Chửi bới như vậy thì Narada mới đáp: thầy, tôi đã giải bày hết lời là không phải lỗi tại tôi. Về chúng ta thấy sự kham nhẫn là cần thiết trong mọi hoàn cảnh, có đôi khi là người ta vô tình nhưng mà chúng à ma thành tê dạ xin vâng. Sĩ là na su ga tan yan ti sĩ là na phu ga sa ma da sĩ là na nip bu tan yan ti ta ma sĩ là vi so ha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính đã ráng thọ trì dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đức Từ Bi Hoan Hỷ. Thay mặt cho đại đức tăng thì chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính đảnh lễ tán đức tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh, và nơi ăn vui nào rồi thì sự ăn vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam-mô Phut-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sang-kha-ya. Nhà kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tương đương cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và trì quy giới, và hôm nay chúng ta sẽ là kể lại bài kinh pháp của số 2. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức Từ Bi Hoan Hỷ kể lại bài kinh pháp cũ số 2 mà học ngày hôm qua. Và con kính cung thỉnh hai vị.
Dạ, không biết Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức có chiếc máy không ạ? Alo. À, xin cung thỉnh hai vị. Dạ. Đây, Đại Đức Tuệ Đức, Đức có chiếc máy. Cứ xin cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 2. Mano Puppan Gamma Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Ba san ne na pha sát ti hòa ca rô ti hòa ta tô năng xuất kha man quê tí cha già quá anh apa di ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Là con xin kệ. Mano Puppan Gamma Thamma Mano Setha Mano Maya Mano Sache Basan Nena Vasati Wa Karo Tui Wa Tato Nang Su Khaman Vue Ti Chaya Wa Anapayini Mano Puppan Gamma Thamma Mano Setha Mano Maya Mana sa che vasanne na phasati wa karoti wa tato nang su khamang ve ti chaya wa anapayini Mano puppan gamma thamma mano setha mano maya mana sa che basanne na phasati wa karoti wa tato nang su khaman ve ti chaya wa anapayini. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo ạ. Dạ, sa thú lan thai. Dạ, kính tri ân Đại Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ với cô tu nữ, cô Như Pháp, và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ thì em xin kệ kinh Pháp Cú số 2. Mano Bụt Bằng Gamma Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Pasan Nena Pha Sati Wa Karo Ti Wa Tato Nang Su Khaman Quê Tí Chaya Wa Anapa Yini Mano Bằng Gamma Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Basanena Vasati Wa Karo Ti Wa Tato Nang Sukha Man Vue Ti Chaya Wa Anapayini Mano Bhupang Gamma Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa Che Basanena Vasati Wa Karo Ti Wa Tato Nang Sukha Man Gue Ti Chaya Wa Anapayini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình.
Phổ Thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pháp dẫn bóng không người hành, các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dọi bóng vui liền theo sau. Phổ Thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tuệ Duyên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ Tuệ Duyên thấy Đại Đức Tuệ Nhẫn có trước máy. Dạ, Tuệ Duyên kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn ôn bài với đạo tràng chúng con ạ. Dạ, kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sa Kha Ya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thân chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Con xin phép ngôn câu kệ số 2. Mano Bopang Gama Thamma Mano Setha Mano Maya Manasa che pasanena fasati karoti vam tato nam sukha manveti chayava anapayini mano puppanga mathamma mano setha mano mayam manasa che pasanena fasati va karoti vam tato nang sukha manveti chayava anapayini mano puppanga mathamma mano setha mano mayam manasa che pasana fasati va karoti vam tato nang sukha manveti chayava anapayini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nổi lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng, xin nhường mic cho rung. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc con câu pháp cú số 2. Mano Bụt Ban Gá Ma Tham Ma Mano Sét Tha Mano Má Gia Mana Sa Chê Bá Sa Nê Ná Bá Sa Tí Hoa Cá Rô Tí Hoa Tá Tô Năng Sú Khá Măng Quê Tí Chà Già Quá Á Ná Bà Di Ni Mano Bút Ban Gá Ma Tham Ma Mano Sét Tha Mano Má Gia Mana Sa Chê Bá Sam Nê Ná Bà Sa Tí Hoa Cá Rô Tí Hoa Tá Tô Năng Sú Khá Măng Quê Tí Cha Già Quá Á Ná Bà Dí Ni Mano Bút Ban Gá Ma Thăng Ma Mano Xếp Tha Mano Má Gia Mana Sa Chê Bá Sam Nê Ná Bà Sa Tí Hoa Cá Rô Tí Hoa Ta tô năng su khá măng quê tí cha già quá á ná bà dí ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dọi bóng vui liền theo sau. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cẩm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Và mời chị.
Dạ, kính cảm ơn vị Cẩm Vân ạ. Dạ, cảm ơn vị Đặng Đông, người ta biết âm thanh. Con kính đảnh lễ Nam Mô Bích Thà Giá, dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tiểu Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức con kính chào các cô tu nữ và tất cả thiện nam tín nữ trong cái room Pháp Cú Kinh. Và con xin đọc cái câu kệ số 2 ạ. Mano bất bằng gá mà thầm mà Mano sức thà Mano má già Mana cha chê bát sằng nề ná và sa tí quà ca rồ tì quà ta tô năng su kha măng quê tí cha già quà anh a na pa di ni nhà con nào ba nô bắp pa ga ma tha ma ba nô sức tha ma nô ma và mana mana sa che pa 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 sang se na và am pa sa ti wa ka ro ti wa ta to nang su kam ma we ti cha ya wa a na pa yi ni và ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dọi bóng, vui hiền theo sau. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Con xin đọc vậy. Mà nô phu băng gà ma thăm mang Mà nô xê tha Mà nô ma giang Mà na sa xê Bà răng nê na Và sa tí hoa Cà rô tí hoàng Ta tô năng su kha măng quê tì Chà ya hoa a na pa yi ni Mà nô phúc băng gà ma thăm ma Mà nô sên tha Mà nô ma ya Mà na cha chê ba sa nê na Ba sa ti wa ka ro ti wa Ta to năng so ka măng quê ti Cha ya wa a na ba ri ni Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Dạ, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dọi bóng, vui liền theo sau. Và đó của thơ của Ngài Đức. Dạ, con đã đọc xong, con kính mời kế tiếp ạ. Sa thủ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính ân đức Phật, con kính ân giáo pháp, con kính ân đức tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, đại đức Tuệ Nhẫn, con kính lễ quý bà cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên, con thân chào quý tăng hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn Vinh Vathana đã phát bài. Dạ, con xin đọc có pháp cú số 2. Dạ.
Mano Puppangama Thamma Mano Sittha Mano Maya Mana Sa Che Ba San Ne Na Pha Sa Ti Wa Ka Ro Ti Wa Tato Nang Sa Tato Nang Sukha Mang Ve Ti Chaya Anna Ji Jini Mano Puppangama Thamma Mano Sittha Mano Maya Mana sa che pa san ne na pa sa ti wa ka ro ti wa ta to nang su kha mang ve ti cha ya wa ana pa yi ni ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước sau như bóng không rời hình. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói, làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng, vui liền theo sau. Dạ, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con cảm ơn Rạng Đông. Dạ, con xin kể ạ. Tí nữa con quên. Mano Puppangama Thamma Mano Sittha Mano Maya Mana Sacce Passannena Vasati Qua Karoti Qua Tato Nang Sukha Manveti Chaya Qua Napajini. Dạ, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng vui liền theo sau. Dạ, bản dịch của Hòa, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ con xin xuống mít và kính mời một vị kế tiếp ạ. Sa thủ, sa thủ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thủ Sĩ Sô Kim. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, Cô Tu Nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn Cô Như Pháp cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 2. Mano Puppangama Thamma Mano Setha Mano Maya Mana sa che ba sa ne na pha sa ti wa ka ro ti wa ta tu nang su kha mang we ti cha ya wa anapa yi ni mano bu pang ga ma tham ma mano sa tha mano ma ya mana sa che ba sa ne na pha sa ti wa ka ro ti wa ta tô năng số khá măng quê tí trà già quá á na pà di ni. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mano Puppangama Thamma Mano Setha Mano Maya Mana Sa Che Passane Na Pha Sa Ti Wa Ka Ro Ti Wa Ta To Nang Su Kha Mang Quỳ Tí Cha Ya Wa Anapa Hi Ni. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dội bóng vui liền theo sau. Phản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời Huynh Vát Tha Na.
sa thu lành thầy xích trạng đông. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sáng Khai Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ cho đại đức tăng chẳng đạo tràng, kính chào quý tôn nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc kệ kinh pháp cú số 2. Dạ, kính cảm ơn cô Như Pháp xin đàn đọc cho biết nghe rõ. Số kim mano bhuppang gama thamma mano setha mano maya manasa che pasannena pasati va karoti va tato nang sukhaman veti chaya va anapajini mano bhuppang gama thamma mano setha mano maya manasa che pasannena pasati va karoti va tato nang sukhaman veti chaya va anapayini mano pubbangama dhamma mano setta mano maya manasa che pasannena pasati va karoti va tato nang sukhaman veti chaya va anapayini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình, bản dịch của Ngài Minh Châu. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt đầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền như hình rọi bóng, vui liền theo sau. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức Nam Mô Phật Thầy Gia, con xin được xuống mic. Là chính bài cô Như Pháp tiếp theo. Dạ. Trong rung kể hết giá cô nhé. Con xin sám hối với đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đại lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Rằng Đông, cô Su Kim cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tỳ Đức, đại đức Tỳ Nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tỳ Duyên. Dạ, con vào trễ cho phép con chào đạo tràng trước khi con ôn bài. Như Pháp mến chào cô Sẵn Đông, kính chào Vinh Quách Thanh Á, kính chào Buôn Võ, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Gia Nhân Trang Rụng, kính chào cô Hiển Mộng, mến chào cô Tâm Phương, kính chào Ngạo Sắc, mến chào cô Sô Kim, kính chào Tịnh An, kính chào Việt Nam 2007, kính chào xin ngồi nghe. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Và con xin được ôn bài học pháp của kinh số 2. Cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Mano bhuppang gama thamma mano setha mano maya manasa che pasanne na pha satikva karo tiwa tato nang sukhamang we tikha ya wa anna bà Gini. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không sợi hình. Và đây là bản chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Xin phép cho con kể một lần là con thấy tới giờ rồi, nhưng mà phải nói là con rất là tâm đắc những cái câu này nên con phải đọc nha. Mano bhuppang gama thamma mano setta mano maya manasa che bhavanena asati va karoti va tato nang sukhaman veti chaya va anapayini. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo, bắt cầu, đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền như hình nhồi bóng, vui liền theo sau. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức.
Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cáo ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã tiên phong ông bài cao phúc của kinh số 2. Như pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và quý vị trong đạo tràng đã đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn bài ngày hôm nay. Và cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Như pháp kính mời quý vị cùng Như pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Và ngày nay là ngày mở đầu của đại đức Tuệ Nhẫn giảng về pháp cú trở lại, nên con xin phép được đọc phần Bali ạ. Thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuo Ta Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuo Ta Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Dạ, cảm ơn cô Sư Kim. Samma Chaloka Thi Ba Ti Saham Ba Ti Ca Tan Cha Li An Thi Qua Răng Aya Cha Tha Sante sa sát tập bà ra chấp ca cha ti ca Đệ sê tù thâm măng à nu căm bi măng ba chăng Sa tham ma phê rìm vi na yánh cha ca yăng Sua tan cha băng thăng à phi thâm ma chăm măng A cô ta danh tơ ta tu sát cha đằng đăng Bà bơ thà nảy dê bà đi xa dạ mắt chê Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoảng Phật nhận lời những trần nhị hơi Quyết lòng dạy đời nhắm phương lọc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hà giả vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn vồ cặp ma đám mưa lành rưỡi thắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tội mê cầu được chi tri vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số. Và như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ thưa con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn ạ. Sư có nghe được âm thanh không không thạch sư? Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong ngay lát. Dạ sư ra rồi, sư trở vào rồi. Dạ bây giờ thì con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ trước khi vào bài pháp chúng ta bắt đầu lại học pháp cú từ đầu. Và
Và chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng tất cả trong tam tạng kinh điển mà chúng ta học pháp, chúng ta phải luôn luôn hướng về cái sát lai hiện tại, là không có một con người nào cả, không có một ai cả, và chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp chúng hoạt động. Nếu như cái này chúng ta không hiểu được các pháp là vô ngã trong từng khoảnh khắc, thì tất cả những gì chúng ta học nó chỉ làm cái độ dày cho vô minh, nếu như mà chúng ta không có nắm bắt được cái điều đó. Và cái ý tưởng về ngã chúng luôn luôn nên nổi trong tất cả mọi cái khía cạnh, sau những cái thấy, nghe, người nếm đụng. Và hầu như những cái câu kệ này cũng vậy. Và chúng ta giảng pháp theo cái chiều hướng rằng luôn luôn có tôi hay có một con người nào hành động, và sẽ có một cái con người nào ở trong vị lai. Nhưng mà chúng ta đã bỏ quên cái lời dạy của Đức Phật rằng là tất cả pháp là vô ngã, không có ai điều khiển được. Tất cả pháp nó sanh khởi chỉ bởi duyên riêng của nó, và không có một cái gì cả, không có một ai có thể làm được bất cứ một cái điều gì. Nhưng mà cái này mà chúng ta không thật sự nhận biết ngay từ đầu thì không có một chánh kiến nào có thể được vun bồi. Và chánh kiến không có thì tất cả những lời nói của chúng ta nó chỉ trên bề mặt của ngôn từ, và nó không thể nào xâm nhập vào trong đời sống hàng ngày được. Và nó không mà nó phát hiện các cái phiền não vô minh, trí tuệ nó không có. Nên là cái điều này phải luôn luôn nhớ rõ, nhớ thật kỹ rằng cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thì khi đó, khi pháp nó sanh khởi thì chúng ta sẽ hiểu được tham nó có cái tính chất của nó, sân nó có cái tính chất của nó, si nó có cái tính chất của nó, tà kiến nó có cái tính chất của nó. Mỗi pháp nó chỉ mang cái bản chất riêng của nó, và rồi nó sanh lên do duyên, nó diệt đi, nó không phải là ai cả. Đây là cái điểm khởi đầu, và cái điểm này là luôn luôn phải bắt đầu. Bởi vậy nên là khi nào bạn bắt đầu đủ cho chánh kiến về pháp học nghe, thì tuệ sẽ sanh khởi trong đời sống hàng ngày, tiếp cận vào trong đời sống hàng ngày. Tất cả tâm, mỗi tâm đều đã có đủ định ở trong đó, không có một tâm nào là không có định đi cùng cả. Nhưng mà tất cả tâm không phải tâm nào cũng có tuệ. Như vậy vun bồi trí tuệ là một sự lắng nghe. Và lắng nghe ở đây Đức Phật bao giờ cũng vậy, phải khéo lắng nghe và khéo thắc ý, là như thế. Do đó nếu mà chúng ta học pháp, chúng ta không cẩn trọng, không bắt đầu đi bắt đầu lại để mà cho chánh kiến này thực sự nó bám được với sát la hiện tại, rằng không còn một cái gì để nó phải lương nhờ ngoài những cái sát la hiện tại, như cái thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, bất cứ một cái gì tham, sân, si, cảm thọ, khổ, u này kia ngay trong cái đời sống này. Thì nếu mà không có cái này thì không được gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ của chúng ta đang giảng thuyết mà đang dạy dỗ có rất nhiều thời điểm bây giờ, thì chúng ta biết là về điểm nói thì nói lần qua, chứ thực tế rất nhiều cái trường phái lùa gà vào chuồng. Nên là chúng ta, sự thật thì nó rất là phũ phàng, và chúng ta nhớ một điều rằng pháp nó cực kỳ thâm sâu. Cái thấy, cái nghe ở trong đời sống nó vô cùng thâm sâu. Nó thâm sâu đến nỗi mà tất cả mọi cái tà kiến và mọi cái đạo pháp, mọi cái tông phái, mọi cái trường phái ở trên đời này nó đều phát xuất ra từ những cái tà kiến, từ những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà không được hiểu này. Chứ nó không đến từ đâu cả, thưa quý vị. Nó đến từ cái sáu căn này. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn nhớ một cái điều đó. Luôn luôn chỉ bắt đầu với cái gì là thực hiện giờ. Cái gì không là thực hiện giờ thì cái đó không thể được hiểu được. Cái chúng ta chỉ nói trên câu chuyện thôi. Nhưng mà cái là thực thì cái đó mới là cái đối tượng của chánh niệm, của trí tuệ. Và pháp thì chúng luôn luôn sanh khởi ở rất gần, gần đến nỗi mà gần tất cả
hầu như ai cũng quên hết về nó. Mỗi khi chúng ta thấy, nghe, chúng ta quên là sao? À, chúng ta đã vào những cái câu chuyện xa, rất là xa rồi. Đây chính là cái vô minh mà lúc nào nó cũng có mặt hết đó. Lúc nào cũng có mặt. Khi mà chúng ta học Pháp đó, chúng ta phải nhớ học Pháp để hiểu, để biết được cái chân lý của nó, chứ không phải để khen, để tặng cái người này hay, người kia hay. Không phải như vậy, thưa quý vị, mà hiểu cái người này thuyết đúng Pháp. Nếu mà cái người đó có hiểu thì người kia nói, ồ, cái người kia thuyết sai Pháp, cái người đó thuyết không có đúng Pháp. Cái người có trí người ta chỉ nhận như vậy thôi, chứ người ta không có chê, không có khen gì hết. Và nếu như tất cả những ai mà bỏ qua những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng trong đời sống hàng ngày, khinh thường những cái Pháp như vậy, thì mọi cái tà kiến nó đều có thể bám rễ và nó cuốn đi trong cái vòng sanh tử. Nó không có xa đâu, thưa quý vị. Nó ở ngay trong cái đời sống thôi. Nó sẽ mãi mãi nó luân chuyển, nó không thể nào mà ra khỏi. Và do vậy cái bắt đầu đi bắt đầu lại về những cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống hàng ngày, để trở thành một cái thói quen, để trở thành một cái chớn của chánh niệm tỉnh giác, nó trượt vào những cái thực tại này, và rồi dần dần nó thành cái bánh xe, nó quen chớn của nó. Thì lúc này tứ niệm xứ nó sanh khởi một cách rõ ràng. Thì đây là cái con đường đạo. Con đường này rất là khó, và hầu như thì tâm tánh đa phần của chúng sanh thì chúng ta biết rằng họ trôi theo những cái câu chuyện, và ai nói cái gì cái mình thấy nghe hay là mình chạy theo thôi, chứ mà mình không có tự thân của mình nghe cho kỹ, để cái trí tuệ nó đủ sức để nó nhận diện ra các pháp trong đời sống. Do đó mà chúng ta phải hết sức lưu ý cái điều đó. Tất cả mọi cái đường lối mà cố ý thực hiện một cái điều gì đó thì nó đều là sai pháp hết. Nó đều có ám ảnh bởi tà kiến hết. Bởi vì chỉ có cái để hiểu, khi mà có trí tuệ ở đó thì nó mới hiểu thôi. Còn không có trí tuệ thì bạn có làm cách nào chăng nữa thì nó cũng đi theo con đường tà kiến cả. Mà đã có trí tuệ rồi thì trí tuệ nó chọn cái đối tượng của nó một cách rất là chính xác và trung thực. Đây là bản chất của trí tuệ. Và không có một ai có thể lấy mượn trí tuệ của người khác để mà xài được. Chỉ có trí tuệ tự thân mình sanh khởi lên do nghe, do sự truyền đạt, do sự ấy mà cái trí tuệ tự thân đó nó sanh khởi, nó tiếp cận với những cái thực tại này, và nó cũng diệt trừ, nó thấu rõ những cái phiền não từ cái nội tâm của mình mà thôi. Vậy con đường này lúc nào Đức Phật mới dạy chúng ta là mỗi người đều phải là cái hải đảo của chính mình, và lấy cái pháp làm cái hải đảo. Cái chánh pháp thì nó tùy theo con người. Có người thì trí tuệ nhiều, có người ba la mật nhiều, có người ba la mật ít. Nhưng mà cái con đường bát chánh này là cái con đường độc nhất mà vun bồi nó. Để mà đi ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Vòng sanh tử luân hồi nó không là cái gì ở đâu cả, mà nó chính là cái thấy, sau đó là phiền não, là thích, là ghét, là thương mến, là tạo tác, rồi nó lại chìm vào cái ngủ say. Vì vậy chúng ta thấy cái thấy này chính là quả. Sau cái quả đó khởi lên cái ý thích ghét, đây là những cái phiền não mong mỏi, chấp thủ, muốn cái cảnh đẹp như vậy, là tạo phước hay là trộm cắp hay là giết người, cướp của, vân vân, những cái sân hận nó sanh khởi. Sau đó thì lại chìm vào cái dòng ngủ say. Cái cuộc sống này chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, rồi suy nghĩ, tạo tác, rồi ngủ say rồi lại thức dậy lại thấy, nghe, ngửi, nếm đụng với những cái sắc, cái thinh, cái hương, cái vị, cái xúc, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, mà nó rất là vô tri vô giác, mà đã lầm tưởng nó là đàn ông, là đàn bà, là mọi thứ ở trên đời này, nhưng bản chất của nó không là gì cả, không là gì cả. Như vậy được tưởng là khi mà chúng ta cầm cái gì đó, chúng ta tưởng là chúng ta cho ai đó một cái gì đó cao quý như thế, tất cả chỉ là tứ đại, tất tần tận ở trên đời này
chúng ta chỉ cầm nắm chia sớt, giành giật chém giết lẫn nhau chỉ có một chút tứ đại thôi. Đó không phải là sự đau khổ sao? Đó không phải là vô minh sao? Hãy thức tỉnh. Đức Phật dạy cho chúng ta hãy thức tỉnh. Đừng có bị những cái ảo tưởng, những cái bóng ảnh nó dụ dỗ, nó che mờ. Hãy thấy ra sự thật của nó. Bây giờ thì chúng ta đi vào chánh pháp, chúng ta nghe pháp. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi sokhato phagawata thammo thammang namasami supatipanno phagawato savakasangho sangkhang namasami. Nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Thế Tôn, Đấng Toàn Tri Diệu Giác, vô lượng từ bi, Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo, chánh pháp là những phương linh diệu dược mà Bậc Toàn Giác đã khéo thấy, biết, khéo truyền dạy. Những ai có duyên lành, nghe, hành theo chánh pháp, người ấy chắc chắn chấm dứt sanh tử luân hồi, giải thoát mọi khổ đau. Chúng con nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng nghiệp lực luân hồi của mình, và nhất là thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, Đức Vua Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền, thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà Súc Sanh, Ngạ Quỷ Phi Nhân, Atula Diêm Chúa. Kính chư Phước Đành để đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báu thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là hội tụ duyên lành, thành tựu chánh trí, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này, và mong cho giáo pháp chân chánh của Đức Thế Tôn được lan rộng ở trên quê hương Việt Nam tươi đẹp này và tất cả những hàng Phật tử cùng chư đại đức thân đều là những bậc thánh nhân, những bậc thánh hạnh gìn giữ chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 3. Akochi mang awati mang achini mang ahasime ye cha tang upanai hanti verang te sang nasamati. Nghĩa Việt là ngài Incharananda dịch là nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi, và những ai ấp ủ điều ấy, sự thù hận của những người ấy không được nắng yên, không được nắng yên. Như vậy chúng ta thấy tự ngã mới chính là kẻ thù của chúng ta, luôn luôn tiềm ẩn sâu kín ở trong những cái thấy nghe ngửi nếm đụng của chúng ta, do sự tiếp xúc, do không chánh niệm tỉnh giác mà nó hình thành nên những cái tà kiến, những cái ý niệm về ngã này. Chúng ta thường để ý người khác, xem là người đó ăn cái gì, nói cái gì, đi đứng, rồi bắt đầu chúng ta phân biệt đẹp xấu, rồi chúng ta có những cái tà ý rất là nhiều. Bản chất của con người chúng ta là thăm dò, chê bai và khen tặng, chứ không phải là thực sự chân quý. Khi mà chúng ta tiếp xúc với ai, luôn luôn chúng ta che đậy cái bản thân của mình lại, và mình muốn đẹp, muốn hảo ở nơi đối tượng. Khi mà mình thích, mình không thật tự nhiên như pháp, do đó mà chúng ta cần phải nhìn thấy được các pháp. Tại sao chúng ta cứ phải muốn mình trở thành người tốt?
Nếu thế thì chỉ có một pháp sanh khởi thôi sao? Không thể được, phải không? Tất cả pháp nó đều do duyên mà khởi. Có duyên thì pháp bất thiện nó sẽ sanh. Có duyên thì pháp thiện nó sẽ sanh. Có duyên thì pháp quả sẽ sanh. Đức Phật là bậc tối thượng, Ngài đẹp, đức hạnh tròn đủ hết, là bậc toàn giác nữa. Nhưng mà Ngài không thể tránh khỏi được cái sự chửi, sự khen tặng của đời. Có nhiều người đảnh lễ Ngài, có nhiều người thì đi theo để nhìn cái vẻ đẹp của Ngài. Có nhiều người thì chê Ngài. Vì kẻ ngu si thì không thể biết được bậc hiền trí. Có người thì cũng đánh Ngài. Có người thì năng mạ sỉ nhục. Nhưng mà sao? Nhưng mà trong tâm của Ngài nó không có ý niệm về ngã. Ngài không có một cái bóng dáng nào của tự ngã cả. Nên là Ngài không có kẻ thù, tâm của Ngài nó không có kẻ thù. Còn chúng ta thì một âm thanh cũng là kẻ thù của mình. Một hình sắc cũng là kẻ thù của mình. Một mùi vị cũng là một kẻ thù của mình. Một cái chỉ tay của người khác cũng là cái kẻ thù của mình. Để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta có thể rời non lấp biển. Thậm chí chúng ta có thể bỏ cái thân này được, nhưng mà không dễ gì lại được cái ý niệm về ngã ảo tưởng này ra khỏi cái tâm của mình đâu. Nếu mà chúng ta không hiểu được các pháp, và nó đánh tôi, nó sỉ nhục tôi trên đời này thì ta luôn luôn bảo vệ cái danh dự, bảo vệ cái lý tưởng của mình. Bảo vệ cái tự ngã của mình. Có nhiều người vì cái danh dự mình mà cố gắng kham nhẫn nhịn nhục. Như vậy ở đây cho chúng ta thấy được sao? Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt của tôi. Và trên đời này chúng ta biết loài người, được gọi là loài người có sáu căn, là những cái tâm tham, những cái tâm ganh tị, những cái tâm tật đố, những cái tâm mà xu hướng theo những điều ác, theo những phe phái, sự chia rẽ là vô cùng lớn. Nó là vô cùng lớn, nó vô cùng khủng khiếp. Và chúng ta thử suy xét xem trong đạo Phật của chúng ta thôi thì chúng ta biết rồi, không cần phải nói gì cả, phải không? Chỉ cần một chút xíu có cơ hội sơ ý của một người khác, là một lời nói hay một là những bậc đức hạnh đã được cho chết đầy những phân,
đầy những cái lời nói ác độc thô bỉ, đầy những cái lời nói không thật ở trên đó rồi. Mà những cái lời nói đó không từ đâu nói ra cả, mà từ chính trong đó thổ lộ ra. Như vậy thì chúng ta thấy tham sân si, cái bản chất của nó là như thế khi nó có cơ hội. Và ở đây người có trí hiểu như thế nào? Nó đánh tôi, nó mắng tôi. Người nào là người không ôm hiềm hận ấy? Người đó phải có hiểu biết. Cái ý niệm về ngã, cái ác nghiệp, cái phiền não ở nơi tâm của chúng ta còn chấp thủ, thì cái hận thù này nó không thể nguôi được, nó không thể diệt được. Cái ác mầm của ác pháp này nó không thể diệt được. Còn những cái đối tượng ở ngoài kia thì nó muôn trùng. Không có đối tượng này sỉ nhục thì đối tượng khác cũng sỉ nhục. Không phải đối tượng ở trong đạo nhục thì những đối tượng ngoài kia luôn luôn có cơ hội để sỉ nhục mình. Phải không? Ở đời thì có thể người ta sống ăn mặc giống nhau, đi làm được này kia thì nó ít. Nhưng mà đối với giáo pháp, những nhà sư khác đời, luôn 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 nó có cái sự chê bai, sỉ nhục, đánh đập. Đức Phật dạy những cái người nào mà ôm ấp chấp thủ cái điều đó thì hận thù nó không thể bao giờ nguôi được. Như vậy thì những cái âm thanh lời nói đó nó sanh khởi rồi nó diệt mất. Và những cái bóng hình đó đôi khi nó đã đi mất, nó đã tan biến từ rất lâu và nó không bao giờ còn gặp lại trong vòng sanh tử luân hồi nào nữa cả. Nhưng mà cái kẻ ngu si không biết về pháp, sanh về diệt, nên đã ôm ấp những cái điều này, cho rằng có một ai đó đã chửi mình, tôi như thế kia, là cái mầm mống, là cái đại họa, làm cho tâm của chúng ta nó tích lũy và nó trở thành những cái thường cận y duyên. Lâu ngày những cái lậu hoặc, những cái phiền não nó tiềm ẩn, và khi có cơ hội thì luôn luôn chúng sẽ tạo ra những cái ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Như vậy là chính cái nghiệp ác nơi mình mới là cái kẻ thù của chính mình, đẩy chúng ta vào vòng sanh hồi khổ đau và những cái con đường ác đạo. Chứ không phải là lời chửi rủa, đánh đập của kẻ khác mà đưa chúng ta vào con đường ác đạo, mà chính là vô minh, kẻ thù số một của tâm. Những cái tà kiến phiền não này nó dựng lên những cái tôi, cái tự ngã này mà nó đẩy chúng ta vào, đi vào những cái con đường ác đạo. Chứ đâu có phải là người kia chửi chúng ta, đánh đập chúng ta mà chúng ta vào những cái con đường ác đạo đâu. Do cái sự ôm ấp, không có cái, không có sự hiểu biết nên không có cởi trói được. Không có tha thứ được, không có hiểu về nhân quả, rằng là không phải tự nhiên mà cái lời chửi này, cái sự đánh đập này nó sanh khởi. Và chắc chắn nó phải có những cái ác nghiệp. Và những cái ác nghiệp này không phải ai tạo ra cả, mà chính là những cái nhân duyên của những cái đời trước đã tạo. Đủ duyên ở chỗ quả,
Một người trí khi mà hiểu được như vậy thì vị đó không còn cách nào khác là biết đau, biết chấp nhận, biết tha thứ, biết kham nhẫn. Chứ hỏi rằng là có bực không thì xin thưa với quý vị rằng sân chứ, sao lại không sân được. Người nào bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị chửi bới mà biểu mình không sân thì mình là kẻ gọi là lương lẹo, kẻ không thật. Không có ai bị chửi, kể cả mình có tốt cỡ nào, mình không làm điều đó, người ta chửi mình vẫn cứ sân như thường. Mà thậm chí là sao? Mình không làm, người ta chửi mình còn sân dữ nữa. Còn khi mà mình làm, người ta chửi mình thì mình cũng sân, nhưng mình sụp cái mặt mình xuống. Không? Mình không có dám cất lên lời. Không có dám cất lên lời. Còn khi mà mình không bị mà người ta chửi, thì lúc này cái tự ngã của mình lại nâng cao, mình nghĩ mình không có làm cái điều đó. Bây giờ mình phải phân bua, mình phải giải quyết cho bằng được. Còn khi mà mình làm mà người ta chửi mình, người ta đánh đập mình, thì mình sụ cái mặt của mình xuống, mình tủi hổ. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là khi nào mà chúng ta hiểu được các pháp á, thì chúng ta mới không có chấp thủ chúng. Và cái từ ở đây, cái từ Akuchimang là nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã đánh đập tôi. Và chúng ta biết là chúng ta sanh ra trên đời này thì có thể chúng ta không bị người khác đánh đập, nhưng mà không bị chửi, không bị la mắng, không bị cay cú, cái điều này điều kia là điều không thể có được, thưa quý vị. Nếu không thể có được, nếu mà cái điều này nó không có thì chả có các pháp khác, nó cũng không thể sanh khởi được. Chắc chắn là nó phải có ít hay có nhiều. Mà nó có như vậy thì mới nhìn nhận ra được các pháp hữu vi, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là đáng nhàm chán, là rỗng không, là đáng đi tham, là đáng không, là đáng cái sự không hiện hữu là tốt nhất. Akuchimang, Awathimang là nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi. Người trí thì thấy rằng là nghiệp với lại phiền não nó đang sỉ nhục mình. Người ngu thì nghĩ rằng người khác đang sỉ nhục mình, đang đánh đập mình, mình phải làm cái này cái kia. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có hai cái minh và minh vô minh thôi. Nó hiện hữu. Khi nào nó có minh thì vô minh nó diệt. Khi nào không có minh thì vô minh nó sanh khởi. Vậy thì trong đời sống, từ kiểm tra từ sáng đến chiều xem nào, mình ngồi càng ngày xem là minh hay là vô minh, mình đang làm cái gì. Tất cả chúng ta hầu như là đang tu tập theo cái kiểu tự ngã, chứ không phải là một cái trình tự lời Đức Phật dạy là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp hành ở đây không phải là đi thực hành đâu, mà học để hiểu các pháp sanh khởi trong đời sống, và nó tùy thuận cái điều nghe nhiều như vậy, nó tùy thuận cái đó mà cái trí nó khởi lên, nó thấy cái bản chất thật của nó trong đời sống. Nó rất là tế nhị, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng ta lại không thích làm những cái điều như thế. Chúng ta chỉ thích làm theo cái tà kiến về ngã, theo cái ý của mình muốn dựng lên, chứ không phải là chỉ là cái để hiểu, để thấy ra, để xả ly. Và chúng ta chỉ làm sao tu, làm sao cho nó thật mau để giác ngộ. Làm gì có cái chuyện đó xảy ra trên đời này, không có đâu. Trí tuệ không có một cái gì nó lớn, nó chậm lớn bằng trí tuệ cả. Bởi vì sao? Bởi vì vô minh nó như ngọn núi, nó như biển khơi vậy.
vô minh về cái thấy, vô minh về cái nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm, bê mối, đối tượng, thị giác, vô minh về âm thanh, vô minh về mùi, về vị, vô minh về những cái trạng thái cứng, mềm, nóng, nặng, vô minh về tưởng, về thọ, về hành, về thức trong đời sống hàng ngày. Khi có sân thì không biết nó có cái gì ở đó. Cái người mà không thấu hiểu được cái ngũ uẩn, lúc mà cái thấy, lúc cái nghe, ngũ uẩn nó như thế nào, khi có sân thì ngũ uẩn nó như thế nào, khi có si nó ngũ uẩn như thế nào, khi có chánh niệm tỉnh giác ngũ uẩn nó sanh khởi làm sao, rõ ràng cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng ôi tôi thực hành như này cảm giác một chút an lạc đó. Là chúng ta quảng bá cái hình ảnh nó lên. Nhưng mà về Pháp thì không có hiểu được một chút gì trong đời sống cả. Về những cái thực tại, không có trình bày được một cái gì cho nó gọi là nó có mặt, nó rõ ràng cả. Vậy chúng ta học cái gì? Chúng ta đã quá sai lầm, phải không? Quá sai lầm. Khi mà chúng ta bắt đầu hiểu về cái thấy cái nghe thì dần dần chúng ta sẽ hiểu về nhân duyên, chúng ta sẽ hiểu về các căn, chúng ta sẽ hiểu về thức, sẽ hiểu về thức là như thế nào. Nó ở ngay đây và bây giờ, phải không? Tứ niệm xứ nó không phải là mình đọc hết cuốn sách là mình hiểu tứ niệm xứ, phải đâu thưa quý vị. Tứ niệm xứ Đức Phật không có dạy cái đề mục nào cả. Trong cái tứ niệm xứ chúng ta phải hiểu, ở đó trình bày tất cả mọi thực tại trong đời sống mà thôi. Và cái con đường vào tứ niệm xứ là vô cùng khó khăn. Chớ có nghĩ rằng là tôi tu tập định thì tôi vào tứ niệm xứ được, không có đâu. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nó ở đó, nó cứ ở đó, nó sanh ở đó. Do vậy này, cái từ bắt đầu và chỉ có bắt đầu bây giờ và bây giờ đó. Là nó không có sức hút nào cho kẻ vô minh cả, nó chỉ có sức hút cho cái trí tuệ thôi. Nó mới bám được điều đó thôi. Còn tất cả chúng ta đều bị trôi đi. Do vậy Pháp nó luôn luôn sanh khởi, nhưng mà có mấy ai thấy nó đâu, phải không? Có mấy ai hiểu nó đâu, trong đời sống đâu. Nếu như mà đọc kinh điển mà chúng ta thấy đọc xong một cái rồi, ồ, cái Pháp nó có rồi. Thì xin thưa mấy quý vị rằng, chúng tôi và quý vị đã trở thành các bậc thánh hết rồi, phải không? Và bao nhiêu ngàn cuốn sách nữa, rồi tiếp tục còn bao nhiêu triệu cuốn sách nữa lại ra đời. Nhưng cũng không giải quyết được sanh tử đâu. Nếu như mà cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày không được hiểu như chúng là, măng, cái từ măng á hăng, á hăng là một cái đại từ chia theo đối cách, là tôi, đến tôi, đến tôi. Á quát thí, căn của nó là căn quát, tiếp động ngữ á. Nó là từ chi theo quá khứ là đã đánh đập tôi, đã tác động, đã tác động vật lý là tôi ha. A chi ni a ha si mê là nó đã chế ngự tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt tôi. Khi mà chúng ta bị ai chửi, lúc đầu chúng ta sợ nó mạnh lên, khi mà bị đánh đập nè, chúng ta thấy vô cùng khó khăn nhẫn. Bình thường thì sao vậy? Chúng ta nói cái gì cũng được hết á, nói cái gì cũng được. Nhưng mà khi những cái này nó tương tác rồi,
nó vô cùng khó kham nhẫn. Làm sao để cho khi mà người ta tác động như vậy thì chắc chắn là nó có sân rồi đó, nhưng mà làm sao để hết sân này? Có cách nào để hết sân? Hay là bạn xua đuổi tâm sân đi, hay là bạn tấn công? Không phải đâu. Nó có một cái pháp nhẹ nhàng kham nhẫn đối với tâm sân. Khi bạn hiểu được tâm sân, bạn bỏ đối tượng đi và bạn quay về với cái sự sân hận này được. Điều đó là khó làm. Nhưng mà bạn phải đạt đến đó. Hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên và kham nhẫn với chúng. Còn bạn làm cái gì khác hay chăng nữa thì tâm sân nó cũng không thể nào bào mòn được. Nó lại còn càng có sức mạnh khi mà lần khác lại tới. Bởi vậy khi mà chỉ có hiểu biết về nó, thì nó không còn cơ hội nào. Dần dần nó mất đi cái cơ hội của nó. Nó không thể lớn được. Achini mang ahasime, nó đã chế ngự tôi. Nó đã chế ngự tôi. Con người của chúng ta đa phần là chế ngự lẫn nhau. Từ trong vợ chồng, con cái hay anh em, trong tất cả mọi mối quan hệ, hầu như là chúng ta đều chế ngự. Chế ngự hết. Phật tử của tôi, sư của tôi, thầy của tôi, tất cả mọi điều đó đều là chế ngự hết. Tất cả đều đang bị chế ngự. Nó tước đoạt của tôi, nó tước đoạt của tôi. Achini, cắt chí là một cái động từ quá khứ. Là đã chế ngự, đã chiến thắng, đã chiến thắng. Kẻ thù khi mà đánh đập chúng ta xong rồi mà chúng ta cự lại, mà họ lại đánh đập chúng ta, thì họ về họ càng thích chí. Nhưng mà một điều đặc biệt, khi mà ai kham nhẫn được cái sân hận đó thì chúng ta có một cái niềm vui và một cái tâm từ ở đằng sau đó rất là lớn, tự nhiên sẽ biến mất. Chiến thắng đó ngọt ngào lắm. Và đó là những ký, đó là những cái nền tảng cho trí tuệ. Và khi mình tiếp xúc với mọi người, mọi hoàn cảnh ở đằng sau đó, nó đều rất là thận trọng, đều rất là tốt đẹp. Nhưng mà không phải vượt qua nó là dễ. Không phải là vượt qua nó là dễ, mà phải có hiểu biết. Ahasi, động từ quá khứ, là đã cướp, đã lấy đi. Đã cướp, đã lấy đi. Mê, hay còn gọi là ahang, đại từ, ở đây chia theo sở thuộc cách của tôi. Của tôi. Chúng ta thì hầu như là toàn là, ví dụ như là sư đi tu chẳng hạn, thì đồ đạc này kia thì toàn là người Phật tử cúng dường thôi. Nhưng mà khi vào thay rồi đó thì cái gì cũng của tôi hết. Cái gì cũng của tôi hết. Như vậy là lấy cái người khác cho đó làm cái của tôi. Làm cái của tôi. Khi mà chúng ta nhìn chút, nó chả là cái gì chứ một chút tứ đại đó, mà suốt ngày là của tôi. Dê chấp tăng của bệnh đây hành tí, và những ai ấp ủ cái điều ấy hay là chấp thủ cái điều ấy. Chấp thủ cái điều ấy. Đây nói cho chúng ta cái bài pháp này, khi mà mình chấp thủ, khi mà mình bị tấn công, mình bị chửi rủa, mình bị đánh đập,
mình hay ôm ấp những cái hận thù đó, thì hận thù nó không thể nguôi. Nó không thể nguôi với cái dòng tâm thức của bạn á. Chứ còn người ta đôi khi là đánh đập bạn cái người ta bỏ đi rồi. Người ta đã cái tay rồi người ta. Nếu mà mình kham nhẫn, mình xả ly thì cũng không gây cho họ cái hận thù. Nhưng mà khi mình chấp thủ đó, thì cái việc đầu tiên là mình vừa bị đánh, vừa bị chửi. Việc thứ hai là cái sân hận, cái tức tối, cái suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ lão hại, nó dày vò và nó luôn luôn ươm mầm từ năm này qua năm khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Và nó không phải để trả thù cái con người đó không, mà nó trở thành một cái dòng tâm bất thiện. Gặp cái đối tượng nào không ưa, nó đều tạo ra những cái thần khẩu ý bất thiện cả, thưa quý vị. Chứ đó đâu có phải là để dành riêng cho một đối tượng nữa đâu. Đây nó mới là đại họa. Đại họa mê an của tôi. Dê chắc tăng của bên đây hành tí. Và những ai ấp ủ điều ấy, dê hay là giá là một cái đại từ quan hệ. Nam tánh chủ cách chia số nhiều. Những ai mà bị đánh, bị cướp vân vân, chắc liên từ hay là và. Tăng thì chúng ta biết cũng là một cái từ nguyên mẫu của nó là tá, là một cái đại từ nam tánh chia theo đối cách điều ấy. Upande hanti thì ấp ủ ha, hay là chấp thủ. Upa là hướng về gần kề, chỉ cái sự nhấn mạnh của cái câu. Quê răng tê xăng nó xăm mắt ti là sự thù hận và những người không được nặng im. Về tâm nó không được nặng im, tức là tâm nó không được thanh tịnh. Bởi vì cái người ôm ấp cái thù hận đó thì tâm nó luôn luôn dao động. Những cái ác hành, những cái hữu nó hoạt động miết ở trong tâm. Quê răng quê rắc, một cái danh từ chúng tránh chia theo chủ cách là sự hận thù. Sự hận thù, những cái tâm tàn độc, những cái phiền não tàn độc này bắt đầu nó khởi sanh lên tâm của mình. Như vậy chúng ta thấy kẻ thù của chúng ta không là cái gì khác mà chính là vô minh. Nhớ, hãy nhớ rằng đi đến đâu mà mình bị cái gì hay mình có lỗi lầm gì, mình phải nhớ kẻ thù của chúng ta chính là vô minh. Vì đời sống này kẻ thù của mọi kẻ thù chính là vô minh. Vê răng vê rác là một cái danh từ trung tánh chia theo chỉ định cách. Như vậy thì chúng ta thấy người ta đánh đập chúng ta này, rồi trên đời này họ sợ ta đánh đập này, họ sợ ta chém giết này, họ sợ đói ăn này, họ sợ mất nhà mất cửa vợ con này, họ sợ bệnh dịch này, họ sợ virus này, họ sợ chiến tranh này. Chả ai sợ vô minh cả, phải không? Chả ai sợ vô minh cả, chỉ có một ít người có trí tuệ sợ vô minh này. Sợ vô minh mà không thấy sợ vô minh thì không có học hiểu diệu pháp để mà diệt trừ chúng được. Tê xăng tá hay đại từ năm tấm chia theo sở thuộc cách số nhiều của những người ấy, nát bất biến từ là không. Samati, samati là căn của nó là căn xăm. Tiếp viên ngữ giá ý tí chia theo động từ là được lặng im, được chấm dứt. Như vậy nè,
Câu kệ này Ngài Thích Minh Châu dịch theo thể năm chữ là nó mắng tôi đánh tôi. Nó ở đây, nó mắng tôi đánh tôi ở đây chỉ cho gì? Chỉ cho các cái đối tượng thị giác, màu mùi vị âm thanh. Hay là ngủ quẩn, nó mắng tôi đánh tôi. Vậy nhiều lắm. Hận thù thì chúng ta biết nè, đâu có phải là người ngoài đó. Cha con cũng có hận thù, anh em cũng hận thù. Vì đất đai, nhà cửa, vì chị dâu em chồng vân vân. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy. Hận thù không thể nguôi. Hận thù nó không thể nguôi bởi vì, bởi vì sao? Bởi vì nó được tương tác. Nó được tương tác. Nó được nuôi dưỡng bởi cái dòng sân hận đó. Thì không thể nào mà nó chấm dứt được. Nên câu sau rồi Ngài nói gì? Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy. Hận thù được tự nguyên nguôi. Vậy thì phải hiểu nó như thế nào? À, những người đánh đập, những người chửi bới ta này, đây chính là nghiệp, nghiệp ác đã cho quả. Đây chính là nghiệp ác đã cho quả. Và khi nghiệp ác đã cho quả thì mình phải mừng mới đúng, bởi vì đã thấy ra được nhân và quả, đã thấy ra được ác hạnh là sự khổ đau. Người trí phải thấy như vậy, chứ đừng có thấy con người kia mà thấy ra được cái nghiệp ác, thấy ra được cái quả ác. Anh người đó xả ly cái ý niệm, thấy ra được rồi, thấy chính mình tạo, thấy cái dòng tâm thức tạo, phải không? Nhưng mà thấy đúng như vậy á, thì cái hận thù đó, mặc dầu sân nó có, tức tối nó có, nó khổ đau, khổ thì nó có, nhưng mà cái sự xả ly, cái sự hiểu biết ở đằng sau đó, nó không có tấn công, nó không có lão hại, nó không có chấp trước. Sau đó dần dần nó nguôi ngoai, nó xả ly, nó tự bi. Thế giới này đau khổ do gì? Do ôm ấp, do dò xét, do kích bác, do thấy, do chê bai những cái lỗi lầm của nhau. Phải không? Có phải là toàn là bất thiện, toàn là bất thiện, đi chung mới bất thiện, phải không? Do vậy tà kiến là một cái mối nguy hiểm, là cái pháp đại họa, là như vậy đó. Và câu kệ này thì được Đức Phật thuyết khi mà Ngài ở tại Kỳ Viên, đề cập đến vị tỳ kheo Thích Xá. Thì chúng ta biết là vị tỳ kheo Thích Xá khi lớn tuổi, ông là một cái danh gia vọng tộc, và cũng là ở cái ngôi vị trong cái cung vua, là những cái người bà con của Đức Thế Tôn. Khi ông xuất gia đó thì ông không có học hành gì cả, ông chỉ đắc y. Ông nghĩ là ông lớn tuổi như vậy thì ông ngồi ở trên trên cái bàn đẹp người nữa, đắc y giờ vào thì các cái chúng tỳ kheo trẻ tuổi từ xa đi đến thì thấy cái vị đó, thấy cũng phong độ, cũng đạo mạo lắm, mà tưởng đâu là trưởng lão mới đảnh lễ. Thì đảnh lễ xong rồi mới hỏi là bạch ngài, vậy ngài năm nay bao nhiêu hạ rồi? Thì Ngài Thích Xá mới nói là ta chưa có hạ lão đó. ta chưa có hạ lão hết. Thì các vị thì kheo biết giới biết luật thì mới khiển trách. Nhưng ông cái ông già này, ông thì kheo già này không biết
không có cái hạ lão hết mà dám ngồi đây chư tăng đảnh lễ ngồi im như vậy khoái. Ồ, nhiều lắm thưa quý vị, trong thời bây giờ cũng vậy, nhiều lắm. Bây giờ thì nhiều lắm, nhiều ông cụ người kia lớn tuổi đi vào tu ở ngoài đời phiền não cả đống cả làng, ngồi cứ như ông Phật vậy đó. À, chúng tỳ kheo đó xa đến thì à, nhiều nhiều thưa quý vị, không có thôi Đức Phật. À, thì khi mà thấy vậy thì Đức các chư tỳ kheo nói quả chấp cái vị đó như vậy. À, khi mà chư tỳ kheo đến rồi bắt đầu đi đến Đức Phật thì mới nói cho Đức Phật biết là cái vị tỳ kheo Tích Xá là như vậy, thì Đức Phật cho vậy Tích Xá đến. À, Đức Phật hỏi như vậy Tích Xá có nhận không Đức Phật? À, thì Tích Xá, ngài Tích Xá nhận, thì ngài Tích Xá Đức Phật nói là ở đây là trong giới luật kể có người mà nhỏ hạ thì cần phải khiêm cung đảnh lễ các vị lớn hạ. À, nhưng mà Đức Phật khuyên hãy đảnh lễ chư tỳ kheo, nhưng mà vị Tích Xá này không có đảnh lễ. À, vị tỳ kheo Tích Xá nghĩ rằng ta kia ta là đồng dõi vua chúa, ta giết hết ngày xưa, ta giết hết cái chúng rồi đó. Thấp nên là ngài nghĩ rằng ngài là cái dân gia vọng tộc như vậy, không phải đánh lấy ai cả. Thì chư tỳ kheo thấy cái vị này ngang như vậy thì Đức Phật mới kể lại cái tiền thân, cái tiền thân cái kiếp trước của cái vị này. Là tiền thân đó là có hai cái vị đạo sĩ, có hai cái vị đạo sĩ gọi là Kemala và Aranda hả, Aranda hả, và thì nhớ ông nằm đâu rồi, à đúng rồi, Devana đúng rồi, Devana và Narada. Narada. Khi mà cái tiền kiếp hai vị này là hai những vị đạo sĩ ở trên Triết Sơn xuống, thì vị đó xuống xuống dưới này để xin muối hay này gạo gì đó. Thì khi đi đến đến một cái nhà anh thợ gốm này, thì thợ gốm anh làm những cái nọ thì có những cái nhà trống, thì cái vị Đeo Quá Ná này mới xin ở. Nên ở thì vị đó đến trước, thì chập chập tối thì cũng cái vị Narada này cũng từ Triết Sơn xuống cũng xin cái người thợ gốm này. Thì người thợ gốm mới thấy như vậy mới nói rằng trước thì có cái vị Đeo Quá Ná này ở rồi, nếu mà vị muốn ở đây nữa thì hãy hỏi Đeo Quá Ná. Thì cái vị đạo sĩ Đeo Quá Ná này cũng rất là hoan hỷ, nghĩ rằng đêm nay thì có đôi bạn rồi, ngủ thì vui. Thì khi mà đêm đến thì Đeo Quá Ná ngủ thì Ananda thì Narada thì cũng sắp đặt cái chỗ ngủ của mình nè, chỉ như thế nào. Thì bắt đầu khi mà ngủ á, thì gần nửa đêm thì ngài Narada này, đạo sĩ này mới đi ra ngoài vệ sinh gì đó, thì cái vị Đeo Quá Lá này mới nằm chắn ngang ở trước cửa, xoay cửa vào. Thì vị này mới đạp trúng cái tóc của cái vị đạo sĩ Đeo Quá Lá này, đạo sĩ Đeo Quá Lá này. Vị đạo sĩ Đeo Quá Lá này rất là bực mình, rất là bực mình. Thì sau đó đạo sĩ Đeo Quá Lá ngủ một chút nữa, thì đạo sĩ Đeo Quá Lá mới nghĩ rằng bây giờ mình gần sáng mình bước ra, mình ra sớm bước ra. Bước ra thì không ngờ Đeo Quá Lá lại xoay về cái hướng ngược lại, và bị Narada lại nghĩ rằng hồi hôm thì vị này quay đầu hướng này, bây giờ mình đi hướng này nữa này, đạp lên đầu của vị đó. Thì ai ngờ đâu vị đó lại xoay đúng cái chỗ hướng ngược lại, ngày Narada đi, và ngày Narada thì đạp lên đầu. Bắt đầu lúc này thì Đeo Quá Lá chửi ra, Đeo Quá Lá là hoài quái vậy đó. Đeo Quá Lá mới chửi đồ đạo đức giả, ta sẽ nguyền rủa.